nhiều người phi thăng đến lúc đó đi sưng bá tiên giới cũng không tệ ha 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 huyền đế lại cười tự diễu lắc đầu nói bản đế cũng nghĩ trở về đáng tiếc ta không về được rất nhiều chuyện không cách nào cùng ngươi giải thích ngươi hảo hảo tu luyện đi chờ ngươi sau khi phi thăng rất nhiều chuyện ngươi liền sẽ rõ ràng tốt bản đế thần hồn muốn tiêu tán người trẻ tuổi cửu đế gia tộc giống như không phải quá phận ngươi vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi mặt khác thiên tinh giới gần nhất có thể sẽ không bình tĩnh người nhớ kỹ nếu có năng lực muốn toàn lực bảo trụ nhân tộc coi như không địch lại cũng muốn bảo trụ nhân tộc hương hỏa a à, huyền đế là chân thần hắn đều ngữ khí ngưng trọng như thế xem ra thật lại có đại sự phát sinh bảo trụ nhân tộc hương hỏa việc này nhìn dị thường nghiêm trọng a à? bất quá huyền đế thần hồn lúc nào cũng có thể tiêu tán hắn cũng không dám hỏi nhiều trọng trọng gật đầu nói thân là nhân tộc việc này nghĩa bất dung từ huyền đế thân hư ảnh đã trở nên rất là yếu kém lúc nào cũng có thể hội tiêu tán Tối hậu quan đầu giang giật nghĩ tới điều gì, hỏi lại lần nữa, Huyền Đế của ta đan điền biến dị, linh hồn cũng thay đổi dị, không biết ta còn có thể không có cơ hội đạp vào võ đạo đỉnh phong phá toái hư không, tồn tại liền là hợp lý. Huyền Đế hư ảnh trở nên càng ngày càng mỏng, thanh âm cũng biến thành phiêu miểu. Ngươi tu luyện công pháp, nói thật bản đế có chút xem không hiểu, bất quá hẳn là sẽ không rất yếu. Sở dĩ ngươi chỉ cần tiếp tục tu luyện công pháp của ngươi là đủ. Ba ngàn đại đạo, khác biệt đường đồng quy. Cuối cùng muốn thành thần, vẫn là phải xem đối với thiên đạo cảm ngộ người trẻ tuổi cố gắng, bản đế tại vạn thánh giới chờ ngươi. Xem không hiểu, giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, liền huyền đế đều xem không hiểu, cái này vô danh công pháp đến cùng là như xoa, vẫn là kỳ hoa. Hô hô, hắn đặt mông ngồi dưới đất, có chút chuyển thẫn thờ, chọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang mới đứng dậy hướng y thiền nhìn lại. Nhìn xem y thiền tấm kia tuyệt mỹ mặt, lại nhìn lướt qua nàng yểu điệu thân thể. Giang giật mặt mo đỏ ửng vội vàng mở ra cái khác mắt đi. Giờ phút này nguyên lực hoàn toàn không có hạn chế, thần thức cũng có thể tùy ý dò xét, Giang giật nhìn lướt qua y thiền, xác định nàng không sau đó hướng huyền thần đao đi đến, đây chính là thần khí A. Đồ tốt, đồ tốt A. Giang giật nhìn qua cắm ở băng bên trong hẹp dài chiến đao, nhìn xem cái kia màu đen dài đến ba thước thân đao, nhìn xem trên chuôi đao cổ phác mà thần bí màu đen văn lộ, cảm thụ được chiến đao tán phát không hiểu khí tức, hắn hô hấp đều trở nên rồn dập lên hắn chậm rãi đưa tay hướng chiến đao chộp tới đang nắm chắc chiến đao một khắc này nội tâm của hắn không hiểu có loại rung động mà lại giờ khắc này trong ngực hỏa long châu đột nhiên phát sáng lên tản mát ra vạn trượng hồng quang ách giang giật hổ khu chấn động bởi vì hắn phát hiện huyền thần đao không ngừng đang rung động tựa như có linh tính mà lại hỏa linh châu cũng rung động kịch liệt không thôi sau một lát hỏa linh châu lại theo áo bào bên trong bay ra lơ lửng giữa không trung cái này cái này cái này Giang giật nhìn thấy huyền thần đao cũng bay lên, không bị khống chế hướng hỏa linh châu bay đi. Giờ khắc này hỏa linh châu quang mang sáng lên, bên trong cất xứ hỏa long kiếm tự động bay ra, hỏa linh châu khảm vào hỏa long kiếm bên trong, hai thanh binh khí cũng hóa thành hồng quang đụng nhau mà đi. Ông, để giang giật triệt để mộng sự tình phát sinh, một đạo chướng mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, giang giật bản năng nhắm mắt lại, chờ hắn mở ra về sau huyền thần đao lại biến mất không thấy, giữa không chung chỉ có một cái quen thuộc mà xa lạ hỏa long kiếm quen thuộc nguyên nhân là bởi vì hỏa long kiếm vẫn như cuối cùng linh hồn hắn có cảm ứng đây là hắn hỏa long kiếm lạ lẫm là hỏa long kiếm biến dị bộ dáng trở nên có chút không giống với lúc trước mà lại khí tức phi thường dọa người so huyền thần đao khí hơi thở tựa hồ còn muốn cường đại mấy phần chương 1124, binh khí chiến giáp thành tinh tương tự sự tình kỳ dị giang giật đã từng gặp được một lần hắn tại thiên tinh đại lục thu hoạch được quốc chiến đệ nhất đạt được hỏa long kiếm lúc cũng phát sinh dị biến khi đó hắn nghĩ luyện hóa hỏa long kiếm, lại không nghĩ rằng hỏa long kiếm trực tiếp cùng hỏa linh châu dung hợp, đều không cần hắn luyện hóa trực tiếp có thể dùng, hơn nữa còn xuất hiện vô danh công pháp tầng thứ ba khẩu quyết, hỏa long kiếm bên trên cũng nhiều một con rồng văn. Hỏa long kiếm bên trên lại nhiều một đạo long văn, dài đến bốn thước trên thân kiếm vốn có hai đầu nhàn nhạt, nhạt long văn, giờ phút này lại trở thành ba đầu. Không liên quan nhau sự tình, thế mà liên ở cùng nhau, người nói cái này khiến Giang giật làm sao không khiếp sợ, huyền thần đao bị hỏa long kiếm thôn vệ cái này sao có thể hỏa long kiếm chỉ là siêu thánh khí mà thôi a à ngụy thần khí cũng không tính lại có thể thôn vệ chân chính thần khí giang giật tựa như nghe được thiên phương dạ đàm cố sự việc này quá kỳ hoặc thậm chí có chút hoang đường nếu như là huyền thần đao thôn vệ hỏa long kiếm việc này ngược lại một điểm không kỳ quái hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh so huyền thần đao khí hơi thở càng thêm dọa người chiến đao cả người đều mộng thân thể hơi có chút run rẩy giống như việc này không phải hư ảo như vậy chỉ có một điểm có thể nói rõ hỏa long kiếm lai lịch phi phàm thậm chí so huyền thần đao còn mạnh hơn chỉ là hỏa long kiếm chỉ là thiên tinh đại lục một kiện cấp thấp binh khí loại binh khí này đông hoàng đại lục muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nếu như là cường đại trí bảo như thế nào lại lưu lạc đi thiên tinh đại lục nhưng hỏa long châu tại vạn long thiên quân thiên quân mộ trong cất giữ vài vạn năm còn có thể cùng hỏa long kiếm dung hợp hỏa linh châu lại là một kiện tích hỏa thần khí đến mới thôi bất luận cái gì hỏa diễm đều không tổn thương được hắn cái này có nói rõ hỏa long kiếm bất phàm rất rất nhiều không nghĩ ra giang giật nhìn một cái hỏa long kiếm lại nhìn một chút mờ tối bầu trời không hiểu cảm giác trên trời có một cái bàn tay vô hình ngay tại trưởng khống nhân sinh của hắn cái này khiến hắn cảm giác phi thường không thoải mái mặc kệ trước luyện hóa huyền thần cung lại nói như băng thế nhưng là còn tại bên trong đại điện kia đâu mà lại lưu ly tháp còn tại chiến thiên lôi kiếm vô ảnh một người trong đó trong tay trước đem tới tay lại nói giang giật vuốt vuốt mặt ép buộc chính mình đừng đi nghĩ quá nhiều phát sinh ở trên người hắn quái sự cũng nhiều hắn đã hơi choáng hắn hướng phía trước đi hai bước nắm lên giữa không trung lơ lửng hỏa long kiếm muốn thử xem uy lực kết quả tại hắn bắt lấy hỏa long kiếm thời điểm một cỗ khí thế cường đại theo hỏa long kiếm trên thân kiếm phóng xuất ra tay của hắn thế mà bị bắn ngược ra đi tình huống như thế nào hắn đôi mắt trợn to này hỏa long kiếm rõ ràng cùng mình có một tia tinh thần liên hệ bị chính mình hoàn toàn luyện hóa, giờ phút này thế mà kháng cự chính mình còn có như thế tà môn sự tình. Hắn thoáng cái nổi giận, đột nhiên nhô ra hai tay bắt lấy gắt gao bắt lấy hỏa long kiếm. Ông, hỏa long kiếm quang mang lóe lên, phía trên ba đầu hỏa long du tẩu, thân kiếm rung động, phát ra từng đạo tiếng kiếm gieo tựa hồ này hỏa long kiếm bản thân có linh trí, không muốn bị giang giật nắm giữ, tại kháng cự giang giật. Phản ngươi, giang giật trừng mắt mắt dọc, hai tay dùng hết toàn lực gắt gao nắm chặt hỏa long kiếm muốn chinh phục nó nhưng càng là ép buộc hỏa long kiếm phản kháng đến kịch liệt trọn vẹn dày vò thời gian một nén nhang hỏa long kiếm vẫn là không có yên tĩnh giang giật từ bỏ đi thực lực của ngươi chinh phục không được thanh kiếm này kiếm này có linh tính không có đạt tới nhất định thực lực nó cũng không hội bị ngươi thúc đẩy một đạo ô u thán tiếng vang lên giang giật nhìn lại phát hiện y thiền đã tỉnh lại đang tò mò đánh giá hỏa long kiếm Y Thiền nhìn mấy lần kỳ quái hơn nói ra, giang giật, thanh này hẳn là thần khí, khí tức quá kinh khủng, nhưng huyền đế có thần khí không phải huyền thần đao cùng huyền thần khải sao làm sao biến thành một thanh kiếm. Ách, giang giật khẽ giật mình, cũng không biết trả lời thế nào Y Thiền, giống như đem toàn bộ sự tình nói cho Y Thiền, hắn còn không phải coi hắn là thành quái vật A. À. Hắn ngượng ngùng cười cười cũng không có giải thích, trong tay giới chỉ sáng lên, đem thanh này thần khí thu nhập trong giới chỉ, lúc này mới nói ra, sự tình khẩn cấp ta về sau sẽ giải thích cho ngươi, ta phải trước luyện hóa huyền thần cung, như băng còn tại phía dưới đâu, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Huyền thần cung, y thiền đôi mắt sáng lên, hơi có chút hâm mộ nói ra, giang giật chúc mừng ngươi, trở thành huyền đế người thừa kế, bất quá. Phóng nhãn toàn bộ thiên tinh giới, cũng hoàn toàn chính xác chỉ có ngươi có tư cách kế thừa. Giang giật nhìn y thiền tấm kia tuyệt mỹ mặt một chút, cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời cái gì, hướng nhà tranh bước nhanh tới. Nhà tranh môn là mở ra, bên trong không có vật gì khác, chỉ có một tấm cổ lão gỗ lim giường lớn, bên cạnh còn có một tấm bàn vuông, một cái ghế, trừ này sau khi cũng không có bất kỳ cái gì đồ dùng trong nhà trang sức. Huyền thần khải, ngọc phù, giang giật nhìn lướt qua trên bàn, nhìn thấy một kiện màu đen bá khí chiến giáp, còn có một khối ngọc phù lập tức đôi mắt sáng lên. Hắn nắm qua ngọc phù, nhập thủ một mảnh ôn lương, phía trên điêu khắc một cái rồng bay phượng múa huyền chữ, còn có rất nhiều tinh mỹ đồ văn, vừa nhìn liền biết thứ này không phải là phàm vật không biết cái này chiến khải ta có thể hay không luyện hóa. Giang giật bắt lấy huyền thần khải, ai ngờ cái này chiến khải quang mang một thịt, thế mà cùng hỏa long kiếm đồng dạng rung động không thôi, im ắng tại kháng cự hắn. Giang giật nhìn mấy lần bất đắc dĩ đem chiến khải ném vào trong giới chỉ, nhẹ giọng mắng, mã lạc qua bích, binh khí chiến giáp đều thành tinh, thế mà xem thường ta, hừ hừ. Ông, Giang giật quán chú một đạo nguyên lực tiến vào bên trong, ngọc phù này ngược lại là không có kháng cự, ngược lại sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, để giang giật tinh thần đại trấn có thể ngọc phù luyện hóa cũng chính là có thể luyện hóa huyền thần cung giống như không thể luyện hóa lời nói hắn cũng không biết làm sao đi ra luyện hóa hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng cũng không đi quản phía ngoài y thiền đạt được như thế bảo vật không trước tiên luyện hóa kia là ngớ ngẩn thứ này giang giật cũng chắc chắn sẽ không để cho người ta mặc dù y thiền đối với hắn có ân hắn cũng sẽ không nhường cho hắn kế thừa huyền thần cung đây là huyền đế lựa chọn đừng nói tặng người coi như bị người đoạt, đều là lớn lao sai lầm. Giang giật cũng đã đáp ứng huyền đế, cái này ba kiện đồ vật như bị người đoạt đoạt, hắn tự sát tạ tội. Ông, tại Giang giật ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa huyền thần cung ngọc phù lúc, toàn bộ huyền thần cung run lên, tiếp theo tại huyền thần cung bên trong tất cả mọi người cảm giác linh hồn chấn động, sau đó từng đạo bạch quang lấp lánh, ngoại trừ y thiền doãn nhược băng chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bên ngoài, sở hữu tại huyền thần cung vượt qua người đều bị truyền tống ra ngoài. A, à. Lăng thất kiếm đồ long dạ ưng thuật lại bụi mực sáo chiến chân võ bọn người phát hiện bạch quang lóe lên, đã đến huyền thần sơn chi đỉnh, phía trước giữa không trung một tòa cự đại cung điện quang mang lấp lánh, lập tức toàn bộ mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lưu ly tháp trước đó bị người thu hoạch được, huyền thần cung xuất hiện dị biến, bọn hắn bị truyền tống ra, không cần phải nói huyền thần cung đoạt bảo kết thúc, cái này thiên hạ đệ nhất trí bảo bị người đoạt được. Dầm dầm dầm, cùng lúc đó, toàn bộ huyền thần sơn kịch liệt run lên giữa sườn núi mây mù vô thanh vô tức tiêu tán thanh vân trên đường quang mang ảm đạm đi, phía dưới tất cả mọi người thần thức đều có thể đơn giản phúc tán đi lên, khóa chặt đỉnh núi huyền thần cung. Hiu hiu hiu, chiến đế thành nội vô số đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, những người kia khí thức đều đã cường đại đến cực điểm, còn có mấy đạo khí thức cường đại nhất vừa mới bắn ra chiến đế thành, liền để huyền thần sơn dưới tất cả mọi người cảm giác được ngạt thở. Chiến đế, bắc đế, tà đế, hiên đế, doãn đế, kiếm đế, thú đế, âm đế toàn bộ động chương 1125, lão tà, đợi chút đi. Bảy cái đại đế phân biệt mang theo 10 cái bán thần bắn thẳng đến đỉnh núi, âm đế cũng mang theo trần gia đại trưởng lão theo ở phía sau. Bất quá âm đế lần này mang lên trên mũ rộng vành, con mắt cũng một mực nhắm lại, ngoại nhân nhìn không thấy cái kia xong không có con người con mắt. Hiu hiu hiu, dưới núi mấy chục vạn người đằng không mà lên, đương nhiên là có bát đế tại không ai dám lên núi đỉnh đi, chỉ là quay chung quanh huyền thần sơn, lơ lửng giữa không chung xem náo nhiệt, có thể chứng kiến huyền thần cung bị người đoạt được đại sự như thế, cũng là một loại vinh hạnh. Hơn nữa nhìn bát đế bộ dạng này, rất nhiều người nội tâm âm thầm ngờ vực vô căn cứ, cái này huyền thần cung đoạt bảo hẳn là còn không có kết thúc, làm không tốt tám cái lão gia hỏa còn muốn đấu một trận, cái này huyền thần cung cuối cùng rơi vào nhà nào, không ai nói chắc được. A, à, rất nhiều người ánh mắt quét qua, nhao nhao kinh ngạc, bởi vì còn có mấy người cũng không có bị truyền tống ra. Đã đoạt bảo kết thúc, vậy trừ được bảo người bên ngoài những người còn lại hẳn là đều bị truyền tống ra a chẳng lẽ lại những người còn lại đều đã chết không có đạo lý a chiến thiên lôi y thiền doãn nhược băng tà phi kiếm vô ảnh đúng rồi còn có cái kia lê thiên đều không có bị truyền tống ra nhiều cường giả như vậy không có khả năng đều đã chết a đến cùng là ai đạt được huyền thần cung những người còn lại vì sao không có bị truyền tống ra liền là a chiến thiên lôi cùng tà phi là bán thần không có khả năng chết đi y thiền cùng doãn nhược băng cũng thực lực kinh thiên kiếm vô ảnh trên thân bảo vật càng là nhiều đến dọa người, cái kia Lê Thiên Nhất bắt đầu ở thanh vân trên đường thế nhưng là đệ nhất a, làm sao có thể chết đi. Quái sự, chẳng lẽ lại những người còn lại đều vẫn lạc. Không có khả năng, người xem vượt quan người đều không chết mấy cái, y thiền các nàng coi như vượt quan không được, chỉ ít cũng không chết được, một thân chí bảo làm sao có thể chết. Toàn bộ huyền thần sơn náo nhiệt, chiến đế kiếm đế doãn đế ba người đôi mắt tỏa sáng, chiến thiên lôi kiếm vô ảnh doãn nhược băng không có ra, kia chứng minh ba người các nàng đều rất có hy vọng đạt được huyền thần cung tà đế khóe miệng nhưng đều là nhàn nhạt, nhạt đùa cợt tà phi đều bị giang giật giết bằng chiến thiên lôi kiếm vô ảnh bọn hắn đi huyền thần cung quang mang lóe sáng mà lại là càng ngày càng sáng chiến đế bắc đế bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một cái đều không nhúc nhích giờ phút này huyền thần cung đang bị luyện hóa bên trong lại không xác định là ai đạt được huyền thần cung trước khẳng định không ai dám động ai dám cướp đoạt chiến đế kiếm đế doãn đế cùng y ra tới bán thần chắc chắn sẽ không làm a à. thời gian từ từ trôi qua huyền thần cung cũng càng ngày càng sáng bên trong uy áp càng ngày càng kinh khủng những cái kia vượt quan đám người cũng không dám ở trên núi dừng lại nhào nhào bay đến ngàn trượng bên ngoài chỉ có một đám bán thần mới dám đứng tại huyền thần cung trăm trượng bên trong sắc trời dần dần tối sầm lại phía tây một vòng hồng nhật chậm rãi rơi xuống chiếu rọi đến ngày rưỡi một mảnh đỏ gió đêm chậm chậm mà đến thổi đến toàn bộ người áo bảo phiêu động, rất là hài lòng. Đêm rất sắp tới, một khi vào đêm bầu trời sẽ có cương phong xuất hiện, huyền thần sơn rất cao, nơi này cũng sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng không có người nào thối lui, cũng không có người nào nói chuyện, khắp nơi một mảnh yên tĩnh. Ông, rốt cuộc huyền thần cung quang mang lần nữa một thịnh, lần này quang mang tựa như liệt nhật làm người ta không dám trói mắt, huyền thần cung kịch liệt run lên, bầu trời phong vân tề động, nguyên lực điên cuồng hướng huyền thần cung phía trên hội tụ mà đi, sau đó một màn hình tượng ngưng giữa không chung. Kia là một gian nhà tranh, nhà tranh đại môn mở ra, bên trong một cái thanh niên tóc đỏ xếp bằng ngồi dưới đất, trong tay cầm một khối lập lè tỏa sáng ngọc phù. Hắn đôi mắt giờ phút này vừa mới mở ra, như tinh thần lấp lánh quang mang rất là khiếp người, bên trong cũng ẩn ẩn có lôi điện hiện lên, thanh niên này xem xét tựu rất là bất phàm. Hoa, toàn trường xôn xao, rất nhanh cái này xôn sao thăng cấp, huyền thần sơn bốn phía như sôi đằng nước nóng vỡ tổ. Cũng không phải là huyền thần cung bị người đoạt được, cũng không phải là thanh niên này khí thức khiếp người, càng không phải là huyền thần cung trên không xuất hiện một màn huyến tượng, mà là bởi vì cái này tóc đỏ thiếu niên gương mặt kia. Gương mặt này đối với Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều gia tộc tử đệ tới nói cũng không lạ lắm, thậm chí có thể nói rất là quen thuộc. Năm đó hắn tại tội đảo trở thành họa đế lúc, gương mặt này tiểu bị truyền khắp lớn nhỏ gia tộc, sau đó hắn huyết tẩy bắc đế bốn vực về sau, gương mặt này tức thì bị vô số người ghi khắc tại sâu trong linh hồn. Giang giật, một cái để Đông Hoàng Đại Lục đều bị khuất nhục người. Cửu đế gia tộc đại biểu là Đông Hoàng Đại Lục mặt mũi, Giang giật quạt vũ ra mặt, liền để Đông Hoàng Đại Lục không ngóc đầu lên được. Dù sao Giang giật đến đến tội đảo, cùng vô tận biển sâu quan hệ mật thiết. Huyền thần cung thế mà bị Giang giật luyện hóa, bị hắn đoạt được, cái này khiến ở đây vô số người đều cảm giác ra mặt nóng lên, lập tức đầy mắt lửa giận. Giang giật là thế nào đi vào? Vô số người trong đầu cũng hiện lên một cái thật sâu nghi hoặc, nhiều như vậy bán thần ngay dưới mắt, chiến đế còn ngay tại huyền đế thành, hắn thế mà thần không biết quỷ không hay tiến vào huyền thần cung. Hô hô, tà đế bạo nộ rồi, khí tức phi thường cuồng bạo, bác đế trong mắt phun lửa, chiến đế thần sắc cũng rất là phức tạp, thú đế, doãn đế kiếm đế đồng dạng đôi mắt lạnh xuống, chỉ có hiên đế sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phản quan âm đế trần bằng bay khóe miệng đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt bên cạnh hắn trần gia đại trưởng lão mặt không biểu tình, nhưng trong con ngươi lại che giấu không ngừng vui mừng. Huyền thần cung mặc dù không có bị thuật lại bụi đạt được, bị giang giật đạt được cũng là không tệ. Bất quá, trần gia đại trưởng lão cùng âm đế sắc mặt rất nhanh trở nên có chút mất tự nhiên, bởi vì ta đế cùng bác đế đều lộ ra sát khí ngất trời, trên thân hai người khí thế không ngừng kéo lên, rất rõ ràng muốn công kích huyền thần cung, không tiếc hủy đi cũng muốn đánh giết giang giật. Ách, giờ khắc này giang giật cũng biến sắc, Tại luyện hóa huyền thần cung một khắc này, hắn phát hiện chính mình có thể cảm ứng đạo huyền thần cung bên trong hết thảy, cũng có thể cảm ứng được huyền thần cung bên ngoài hình tượng. Hắn thấy được nhiều như vậy bán thần, còn cảm nhận được mấy cái cường đại đến có thể khiến người ta run sợ khí tức, nội tâm hoảng hốt, thế mà tới nhiều như vậy cường giả. Hắn không biết bác đế chiến đế bọn người, nhiều như vậy trí cường giả, hắn nhận biết chỉ có tả đế cùng âm đế, hắn nhìn thấy tả đế cùng bác đế trong tay tỏa ra ánh sáng, lập tức nói thầm một tiếng không ổn huyền thần cung hắn luyện hóa, trong đầu của hắn cũng xuất hiện rất nhiều tin tức. Vấn đề là hắn không có thời gian đi tiêu hóa, căn bản không biết như thế nào sử dụng huyền thần cung, vạn nhất bị mấy cái này trí cường giả đập bể, hắn không chỉ có có lỗi với huyền đế, mạng nhỏ mình cũng sẽ khó giữ được. Chờ chút, sở dĩ hắn bản năng quát khẽ một tiếng, không nghĩ tới thanh âm này thông qua ngọc trong tay phù truyền ra ngoài, vang vọng huyền thần sơn khắp nơi. Thanh âm phi thường lớn, cũng rất phiêu miểu, tựa như huyền đế lúc trước thanh âm. Hừ, Tà đế căn bản không muốn nghe Giang giật nói nhảm, hắn cũng minh bạch Giang giật trước mắt còn không biết sử dụng huyền thần cung, giờ phút này là tốt nhất kích phá huyền thần cung giết chết Giang giật thời điểm, hắn tứ không kiêng sợ xuất thủ. Chiến đế bọn người ngược lại là không có động thủ, nhưng nhìn thấy tà đế xuất thủ, bọn hắn cũng không có ngăn trở ý tứ, ngược lại đứng ở một bên hiên đế nhàn nhạt mở miệng, lão tà, đợi chút đi, huyền thần cung thế nhưng là huyền đế lưu lại đồ vật, xem hắn nói cái gì đi. À, rất nhiều người kinh ngạc hướng hiên đế nhìn lại, đây là Lăng Thất Kiếm cùng Lăng Thi Nhã ra ra, nhìn lại cùng một người trung niên không có khác nhau. Người này bình thường cũng không lộ ra trước mắt người đời, rất là điệu thấp, giờ phút này thế mà ngăn cản Tà Đế xuất thủ. Chương 1126, Lục Đế xuất thủ. Tà Đế lúc đầu muốn thả ra công kích, giờ khắc này lại ngừng lại. Hiên Đế đã mở miệng, mặt mũi này khẳng định phải cho, mà lại Hiên Đế nâng lên Huyền Đế, Huyền Đế vật lưu lại hắn xuất thủ hủy đi còn nhiều người như vậy nhìn xem, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng không tốt lắm. Giang giật cầm ngọc phù, bên ngoài nói cái gì cũng có thể nghe được rõ ràng, hắn con người nhất chuyển, ngưng tiếng nói, huyền đế có di huấn để cho ta tận lực không nên cùng các ngươi cửu đế gia tộc là địch, sở dĩ ta hy vọng các ngươi đừng ép ta. Ha ha ha, ta đế cười ha hả bác đế cùng chiến đế trong mắt cũng lộ ra một tia đùa cợt, ta đế cười lạnh nói, giang giật, người thật đúng là đem mình làm nhân vật cùng cửu đế gia tộc là địch, người có tư cách này sao? Ta đế nói không giả, đây cũng là cửu đế gia tộc lực lượng, đừng nói chỉ là một cái giang giật, coi như tội đảo 13 gia tộc bọn hắn dám đi ra tội đảo, lập tức sẽ bị giết chết. Coi như vô tận biển sâu ngao lư, hắn dám dẫn đầu đại yêu công kích đông hoàng đại lục, đồng dạng cũng sẽ bị diệt. Giang giật còn không phải bán thần, đạt được một cái huyền thần cung mà thôi, coi như đạt đến cửu tinh thực lực, hắn một người thật có thể đối kháng cửu đế gia tộc. Si tâm vọng tưởng, tà đế đôi mắt nhất chuyển, nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh nhàn nhạt nói ra, Huyền đế lưu lại một tia tàn hồn tại Huyền Thần cung bên trong, việc này kỳ thật chúng ta đều biết, Huyền đế lựa chọn người thừa kế, đây đối với chúng ta cửu đế gia tộc tới nói là chuyện tốt, nếu như là khác người thừa kế, thậm chí chúng ta còn có thể tôn hắn là thứ 10 đế. Đáng tiếc, Huyền đế cũng không biết rõ ngươi là tội đảo gian tế, ngươi cùng vô tận biển sâu đại yêu xưng huynh gọi đệ, ngươi là nhân tộc phản đồ, nhân loại công địch. Sở dĩ Huyền đế di vật không thể để cho loại người như ngươi kế thừa, ngươi nhất định phải chết. Tà đế tâm cơ không tệ, chữ chữ châu ngọc, lợi dụng nhân tộc chủ quan, chế tạo danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ, mà lại việc này giang giật còn không cách nào phản bác. Hắn đến từ tội đảo, cùng ngao lưu quan hệ mật thiết, hai điểm này căn bản không có có thể cải biến. Ha ha ha, giang giật cười ha hả thanh âm tựa hồ tự cửu thiên chi thượng truyền đến, tựa như thần đề, hắn đùa cợt nói ra, tà đế, năm đó ta theo một cái tiểu đại lục mà đến, vốn là muốn tới đông hoàng đại lục. Nhưng cuối cùng ta là thế nào tiến vào tội đảo, người hẳn là rất rõ ràng a à ta là bị nhà ngươi thiếu tộc trưởng tà phi cùng kiếm vô ảnh truy sát đến không đường có thể đi mới đi vào còn ngao lư hắn là huyền thần cung thủ hộ giả năm đó ở thần tứ thành cứu ta một mạng làm người không phải có ơn tất báo sao huyền đế vừa rồi hỏi qua ta ba cái vấn đề cái thứ hai liền là để cho ta đi diệt sát vô tận biển sâu sở hữu yêu tộc ta nói ta làm không được bởi vì ngao lư đối ta có ân nhưng giống như nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến ta tuyệt đối đứng tại nhân tộc bên này bởi vì ta là nhân tộc một phần tử huyền đế cũng tương đối nhận đồng ta. Hoang đường, tà đế trực tiếp cắt ngang giang giật lời nói, cười lạnh nói, ngươi lại còn coi chúng ta là kẻ ngu huyền đế đã phá toái hư không hơn 70 vạn năm, hắn lợi dụng đại thần thông lưu lại một tia tàn hồn, việc này chúng ta tin tưởng. Nhưng ngươi nói huyền đế cùng ngươi đối thoại ngươi ý tứ huyền đế tàn hồn có linh trí buồn cười. Nếu không dạng này, mời huyền đế ra rủ xuống huấn hai câu chúng ta cần tuân huyền đế ý chỉ, như thế nào? Bốn phía lần nữa một mảnh xôn xao, Tà đế lời nói rất có đạo lý, có lý có cứ, ngược lại giang giật nghe rất mơ hồ, giống như là chập trần người. Tất cả mọi người cũng ngừng thở, giống như huyền đế thật có thể xuất hiện, coi như ngưng tụ một cái bóng mờ, hoặc là truyền đến một câu, bất kỳ người nào cũng không dám chống lại huyền đế ý chỉ, giang giật cũng có thể trở thành thứ 10 đế, cùng cửu đế bình khởi bình tòa. Huyền đế có thể xuất hiện sao? Hiển nhiên không có khả năng, huyền đế kia lũ thần hồn đã sớm tiêu tán. Giang giật nở nụ cười khổ, việc này căn bản phản bác không được nữa hắn cũng chú định bị đông hoàng đại lục con dân cho rằng là gian tế phản đồ công địch bất quá con mắt của nó đã đạt đến hắn đã tìm hiểu trong đầu rất nhiều tin tức cũng hiểu được khống chế huyền thần cung đại bộ phận cấm chế trên mặt hắn hiển hiện một vòng tự tin không còn cãi lại coi như đông hoàng đại lục người đều cùng hắn là địch lại như thế nào coi như gánh vác một thế bêu danh lại như thế nào chỉ cần không thẹn với lương tâm không cần để ý người khác ánh mắt lịch sử thường thường là người thắng sửa đao kiếm tổng so ngôn ngữ tới càng thêm có lực ta. Hắn trầm tư một lát, tay cầm ngọc phù, ngưng âm thanh nói ra, ta không muốn giải thích quá nhiều, công bằng tự tại lòng người, người đang làm thì trời đang nhìn, ta giang giật không thẹn với lương tâm. Ta lần nữa nhắc lại quan điểm của ta, ta tại huyền đế trước mặt chính miệng nói qua, chỉ cần cửu đế gia tộc không chọc đến ta, ta tuyệt không cùng các ngươi gia tộc là địch. Còn, ta đế, vẫn là câu nói kia, ta phi muốn giết ta, vì sao ta không thể giết tà phi chẳng lẽ lại các ngươi cửu đế gia tộc tử đệ muốn giết người, chúng ta liền muốn rửa sạch sẽ cổ đưa lên. Ha ha ha, tà đế đùa cợt nở nụ cười, mái tóc màu xám cho lăng không bay múa, trong tay chướng mắt quang mang sáng lên liền muốn xuất thủ, hắn quát lớn, người có thể giết tà phi, ta cũng có thể giết ngươi, cái này cũng rất công bằng. Tốt, giang giật quát khẽ nói, còn lại gia tộc đâu muốn giết ta giang giật, cứ việc xuất thủ. Bất quá, lần này các ngươi không giết chết được ta, liền đợi đến ta giang giật điên cuồng trả thù đi hừ chiến đế cùng bắc đế đồng thời hừ lạnh một tiếng kiếm đế cùng thú đế cũng đầy mặt đùa cợt cái này giang giật thật đúng là hợp lý chính mình là cái nhân vật cuồng đến không biên giới cùng một chỗ động thủ phá huyền thần cung cấm chế đánh giết tội đảo gian tế nhân tộc phản đồ ta đế bạo giống một tiếng trong tay một đạo to lớn quang mang gào thét mà ra ở giữa không trung ngưng tụ một cái khoảng chừng mấy trăm trượng lớn cự thú đầu lâu hung hăng hướng huyền thần cung đập tới phá, bác đế cũng xuất thủ, hắn rõ ràng không có sử dụng toàn bộ thực lực, tùy ý ngưng tụ một đạo nguyên lực công kích, hóa thành một thanh dài đến ngàn trượng chiến đao, trùng điệp hướng huyền thần cung đánh xuống. Giang giật, mặc dù bản đế đã từng nói, ai đạt được huyền thần cung sẽ vĩnh viễn là chúng ta chiến ra bằng hữu đáng tiếc ngươi là tội đảo gian tế, vẫn là nhân tộc phản đồ, sở dĩ xin lỗi. Chiến đế nghĩ nghĩ cũng xuất thủ, huyền thần cung không thể bị giang giật đạt được, nếu không cửu đế gia tộc mặt tựu không có chỗ để mà lại tội đảo cũng sẽ thực lực cũng tăng nhiều, đây đối với cửu đế gia tộc tới nói là phi thường hỏng bét sự tình, mấu chốt là huyền thần cung bên trong còn có hai kiện thần khí, hắn phi thường nghĩ đến. Giết, kiếm đế cùng thú đế không trần chờ đồng thời đánh ra công kích, doãn đế dừng một chút cũng bắt đầu công kích, chỉ có hiên đế một mặt bình tĩnh, trong đôi mắt giếng nước yên tĩnh, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Âm đế không nhúc nhích, mặc dù ảnh hoàng đem người tình cho giang giật, nhưng như thế trường hợp xuất thủ, trần gia sẽ hôi phi yên diệt, hắn chết không sao, trần gia không thể diệt phong. âm 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 mấy cái đại đế cường đại công kích nện ở huyền thần cung bên trên, một sát na kia ở giữa, phụ cận mấy chục vạn người đều coi là thiên đều sập loại kia kinh khủng uy áp cùng khí thế để xa xa cấp thấp võ giả toàn bộ sắc mặt đại biến, điên cuồng lui nhanh. huyền thần cung phụ cận không gian rung động kịch liệt, từng đạo quang mang chói mắt sáng lên, để rất nhiều người trong nháy mắt mù, nổ thật to âm thanh cũng làm cho bọn hắn mất thông, từng đầu to lớn kinh thiên khe hở bị xé mở hướng nơi xa dọc theo, tựa hồ muốn xé rách vùng trời này. Công kích kinh khủng như thế, huyền thần cung cấm chế có thể gánh vác được. Vô số người trong đầu đều hiện lên ra dạng này một cái nghi vấn, sau cái đại đế đồng thời công kích, trong đó còn có hai cái tối cường cửu tinh đại đế, huyền thần cung cấm chế vừa vỡ, giang giật hẳn phải chết không nghi ngờ. chương 1127, ta giang giật. Cũng không sợ, lục đế liên thủ một kích, kết cục để vô số người mở rộng tầm mắt, bất quá nhưng không có vượt qua bác đế chiến đế bọn người trong dự liệu. Huyền đế cung không có nửa điểm sự tình, thậm chí đều không có một tia dao động, tựa như một đám hài tử nắm đấm đập vào trên miếng sắt, không có chút nào lên nửa điểm gợn sóng. Tê, tê rất nhiều người các loại chờ không gian sóng xung kích qua đi, vội vàng ổn định thân hình tìm mắt nhìn lại, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Bất quá rất nhiều lại nghĩ thông suốt, huyền đế nhân vật thế nào hắn cung điện nếu là bình thường người tùy ý có thể đập phá, cái này huyền thần cung cũng không xứng là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Huyền đế thực lực vô tiền khoáng hậu, hắn cấm chế năng lực cũng là thiên hạ vô song, coi như tội đảo cửu long chu thần đại trận đều vô pháp so sánh, đây là thiên cổ nhất đế tự mình luyện chế cung điện, nhẹ nhõm bị nện phá đây nhất định không thực tế. Động thủ, tà đế trên mặt ngược lại là không có nửa điểm chấn kinh ngạc, hắn vung tay lên hiệu triệu tà ra bán thần cùng một chỗ công kích. Huyền đế cung cấm chế xác thực rất mạnh, nhưng bất kỳ cường đại cấm chế đều cần năng lượng trèo chống, chờ năng lượng tiêu hao hoàn tất cấm chế cũng sẽ biến mất, huyền thần cung cũng liền phá. Huyền thần cung tồn tại đại lục hơn 70 vạn năm, bên trong khẳng định có tụ năng lượng đại trận, có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên lực, nhưng coi như lại nhiều năng lượng, cũng không chịu được nhiều như vậy bán thần liên tục không ngừng công kích. Một ngày không được, có thể 10 ngày, 10 ngày không được, có thể một tháng, có thể một năm. Tà đế hạ quyết tâm, nhất định muốn đem huyền thần cung đánh tan, bên trong hai kiện thần khí tuyệt đối không thể để cho Giang giật đạt được, Tà Phi cùng bác đế chiến đế bọn người phi thường tinh tường, thần khí này uy lực lớn bao nhiêu, bọn hắn nếu có được đến huyền thần đao huyền thần khải, vậy liền có thể trở thành tuyệt đối thiên tinh giới đệ nhất nhân, hiệu lệnh thiên hạ không là vấn đề. Công kích, bác đế chiến đế kiếm đế thú đế nhao nhao vung tay lên, thủ hạ bọn hắn bán thần toàn bộ điều động, bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Doãn đế ra bán thần cũng xuất động, chỉ có hiên đế không có động thủ, ngược lại lẳng lặng nhìn, đương nhiên hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản đối ngăn cản mọi người ý tứ kỳ thật dạ gia cùng y ra cũng tới bán thần bất quá hai gia tộc trưởng đều không đến sở dĩ hai nhà bán thần cũng đều không nhúc nhích chỉ là ở giữa không trung thờ ơ lạnh nhạt ha ha mọi người vừa mới chuẩn bị công kích giang giật nhàn nhạt tiếng đùa cợt truyền đến trên không đột nhiên phong vân biến ảo một màn hình tượng ngưng tụ mà ra hình tượng lại là gian kia nhà tranh nhưng giờ phút này nhà tranh bên ngoài không phải một người mà là năm người giang giật đứng tại nhà tranh bên ngoài doãn nhược băng cùng y thiền đứng tại giang giật bên người các nàng phía trước còn có hai người lại là quỳ thân eo đứng thẳng không nổi thân thể đang run rẩy tựa hồ tại tiếp nhận to lớn uy áp hai người đầy mắt nổi giận cùng oán độc chiến thiên lôi nhìn chằm chằm giang giật còn tại cuồng loạn gầm thét giang giật người cầu tặc kia ta muốn giết ngươi giết ngươi thiên lôi ảnh nhi nhược băng tiểu thư chiến đế kiếm đế doãn đế cùng y ra người nhao nhao kinh hô một tiếng chiến gia kiếm ra doãn ra bán thần cũng đồng thời đình chỉ công kích còn lại gia tộc bán thần quay đầu nhìn thoáng qua các gia tộc trường, đều lui ra phía sau đứng thẳng. Giang giật sắc mặt băng lãnh, đôi mắt bình tĩnh, giờ phút này huyền thần cung phía trên tranh màn hư ảnh cũng lộ ra rất lớn, sở dĩ khiến người ta cảm thấy hắn tựa như một cái cao cao tại thượng đế vương, có thể chúa tể chiến thiên lôi cùng kiếm vô ảnh sinh tử, có thể chúa tể sinh tử của tất cả mọi người. Giang giật, người suy nghĩ gì dạng, chiến đế nhìn thấy giang giật không có ý lên tiếng, dừng một chút trầm giọng mở miệng nói thân xác hắn ngược lại là cũng không có quá sóng lớn động trong mắt vốn có một chút kinh ngạc giờ phút này cũng khôi phục lạnh nhạt thiên tinh giới lớn nhất gia tộc tộc trưởng khí độ quả nhiên bất phàm kiếm đế cũng không hề thức giận mặt không biểu tình càng không có mở miệng doãn đế cùng y ra người càng sẽ không đi mở miệng chỉ ít doãn nhược băng cùng y thiền bình an vô sự hơn nữa còn là đứng tại giang giật bên người xem ra giang giật cũng không chuẩn bị động các nàng không muốn thế nào giang giật cười nhạt một tiếng ánh mắt nhìn về phía phía trước còn tại giận mắng chiến thiên lôi, cười lạnh nói ồn ào, ngậm miệng đi. Hắn tùy ý vung tay lên, một luồng áp lực vô hình đè xuống, chiến thiên lôi cả người đều bị đặt ở khối băng phía dưới, mặt trôn sâu tiến vào trong tầng băng, toàn thân đều không động được chứa nói chi là nhục mạ. Giang giật lúc này mới ánh mắt nhìn về phía Ngọc Phù nói, chiến đế, nửa năm trước, nhà ngươi thiên lôi công tử tại thần âm vực phái người truy sát ta, việc này ngươi hẳn phải biết a. À. Chiến đế không chút nào kiêng kỵ gật đầu nói, việc này ta biết, là thiên lôi làm. Rất tốt, quả nhiên không hổ là chiến đế, dám làm dám chịu. Giang giật tán thưởng gật đầu nói, chuyện này ta không định truy cứu, ta cũng nghĩ biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần các ngươi gia tộc không còn cùng ta là địch, đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện, về sau cùng chiến ra liền là bằng hữu thiên lôi công tử ta có thể an toàn đưa hắn ra ngoài. Chiến đế dừng một chút, lạnh giọng mở miệng nói, điều kiện gì? Giang giật ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Doãn Nhược Băng nói, rất đơn giản, ta muốn cho nhà các ngươi giải trừ hôn ước, Nhược Băng cùng ta đã yêu nhau mến nhau, dưa hái xanh không ngọt, hy vọng các ngươi thành toàn. Hừ, gần như đồng thời, chiến đế cùng Doãn đế trùng điệp hừ một cái, chiến đế không nói gì, Doãn đế sắc mặt băng hàn nói ra, Giang giật, ngươi một cái tội đảo gian tế, một cái nhân tộc phản đồ, cũng nghĩ vào chúng ta Doãn ra môn ngươi nằm mơ đi, Nhược Băng. Ngươi nếu dám tiểu tử này cùng một chỗ, về sau không phải là chúng ta doãn ra nhi nữ. Ngọc phù bên trong doãn đế thanh âm rõ ràng truyền đến, doãn nhược băng thân thể mềm mại run lên, hai hàng thanh lệ chảy xuống, thống khổ nhắm mắt lại, giang giật đưa tay tại nàng trên lưng vỗ vỗ, cười nói tốt, nhược băng, ngươi vào trong túc lều, chuyện nơi đây ta đến xử lý. kỳ thiền ngươi cũng đi vào đi, việc này cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Doãn nhược băng thống khổ nhắm mắt lại, trên mặt đều là luống cuống, nàng chân chờ một chút, vẫn là rất nghe lời nhẹ gật đầu hướng trong túp lều đi đến, y thiền khe khẽ thở dài đi theo an ủi doãn nhược băng. Chi chi, nhà tranh đại môn quan bế quang mang chấn động, hiển nhiên mở ra cấm chế, giang giật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía ngọc phù. Theo động tác của hắn, bên ngoài không gian trên tấm hình, giang giật cái kia to lớn ảnh chân dung khóa chặt doãn đế, hắn mỉm cười nói, doãn đế, ngươi không đồng ý hôn sự không quan hệ, có việc có thể hướng về phía ta giang giật đến, đừng làm khó dễ một cái nữ hài tử, vừa vặn rất tốt. Doãn đế lạnh lùng hừ một cái lại không nói thêm gì nữa, việc này hắn nói đến lại nhiều, Doãn ra mất mặt hội càng nhiều, nhà mình nữ tử không nghe lời, có khí cũng không có địa phương tung ra. Giang giật xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chiến đế, chờ đợi quyết đoán của hắn, chiến đế cũng rất nhanh quyết định được chủ ý, bình tĩnh nói ra, Giang giật, uy hiếp đối với bản đế tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chiến gia con em không sợ chết, chiến gia chưa từng e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, cưới không thể lui, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt. Giang giật hét lớn một tiếng, hắn thân thể chậm rãi hướng phía trước đi đến, ánh mắt lại là một mực xuyên thấu qua huyền thần cung phía trên tranh màn khóa chặt chiến đế. Hắn đi đến chiến thiên lôi phía trước nhếch miệng cười, cười đến rất rực rỡ. Hắn ngữ khí cũng vô cùng bình tĩnh, tiếp tục mở khẩu nói: Đây là các ngươi chiến gia lựa chọn, chiến đế ngươi muốn vì cái lựa chọn này trả giá đắt. Các ngươi chiến gia không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, ta Giang giật cũng không sợ. ầm, uhm. Giang giật chân hung hăng nâng lên sau đó đối chiến thiên lôi phía sau lưng trùng điệp đạp xuống, chiến thiên lôi bị giang giật dùng cấm chế áp chế, trên người nguyên lực cũng không thể vận chuyển, sở dĩ giang giật nổi giận một cước, trực tiếp đem chiến thiên lôi phía sau lưng dẫm ra một cái máu thịt be bét lỗ thùng. Phanh, phanh phanh phanh, giang giật không có bất kỳ cái gì cùng chiến đế đàm phán ý tứ, một cước lại một cước đạp xuống, mỗi một cước đều đã dùng hết toàn lực, thẳng đến đem chiến thiên lôi thân thể đầu, dẫm lên thành một đống thịt nát hắn mới ngừng lại được. Chiến thiên lôi bởi vì bị cấm chế cường đại chân áp, mãi cho đến chết đều không có phát ra bất kỳ thanh âm, giờ phút này đoán chừng liền là mẹ hắn hôn cũng không nhận ra được. Giang giật hài lòng nhìn thoáng qua, lúc này mới phủi tay, ngẩng đầu đối phía ngoài gần trăm vạn người nhếch miệng cười một tiếng, nói bất luận kẻ nào, dám can đảm trêu chọc ta giang giật, đây chính là hạ tràng. Toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trường 1128, hôm nào cùng uống trà. Hơn 700.000 năm trước, huyền đế một đao chém nát hư không, bạch nhật phi thăng. Trước khi phi thăng hắn đã sắc phong chính mình trung thành nhất nhất cường đại cửu thủ hạ là đế, để bọn hắn chấn thủ huyền đế thành cùng đông hoàng đại lục bát phương, từ ngày đó trở đi đông hoàng đại lục tự có cửu đế. Huyền đế phi thăng thời gian đã quá mức xa vời, đông hoàng đại lục con dân đối với hắn ấn tượng rất mơ hồ, cũng chỉ là đơn thuần coi hắn là làm một cái anh hùng, một cái truyền thuyết đối đãi Nhưng cửu đế khác biệt, cửu đế gia tộc kéo dài hơn 70 vạn năm, một mực là đại lục cửu cái nhất cường đại bá chủ, là đông hoàng đại lục trí cao tồn tại. Mọi người đối với cửu đế gia tộc e ngại cùng sùng kính là đến trong khung, lịch sử cũng đã chứng minh dám can đảm khiêu khích cửu đế gia tộc chỉ có một con đường chết, chưa từng ngoại lệ. Sở dĩ lần trước Giang Giật huyết tẩy vũ ra bốn vực mới có thể gây nên lớn như vậy oanh động, Giang Giật làm tất cả mọi người không dám làm, đại nghịch bất đạo, thậm chí chuyện nghịch thiên. Cái này giống như một cái trong vương quốc tiểu sơn tặc, đi huyết tẩy bọn hắn vương quốc đế đô, làm người nghe kinh hãi. Hôm nay, gần trăm vạn người lần nữa chứng kiến một kiện điên cuồng hơn sự tình, giang giật ngay trước trăm vạn người mặt, ngay trước vô số bán thần trước mặt, ngay trước các vị đại đế trước mặt, ngay trước đông hoàng đại lục đệ nhất gia tộc tộc trưởng trước mặt, đem bọn hắn gia tộc một cái rất có thể trở thành thiếu tộc trưởng tuyệt thế thiên tài tươi sống đạp cho chết. Mà lại động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự nghi, không có một tia lượn vòng chỗ trống, thủ đoạn hung tàn tới cực điểm, chiến thiên lôi nửa người đều biến thành thịt nát, hoàn toàn không thành hình. Giờ khắc này dù là trần gia đại trưởng lão các loại chờ một đám bụng giả cực sâu lão gia hỏa đều dọa cho mộng. Toàn trường cấp thấp phó giả, còn có các gia tộc bọn công tử, phản ứng đầu tiên là chấn kinh, đệ nhị phản ứng là sợ hãi. Là giang giật điên cuồng sợ hãi, cũng vì sự tình phát triển đến trình độ này sợ hãi, việc này đã phát triển đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài, rất nhiều người đều vụng trộm hướng chiến đế quét tới, sợ hắn trong cơn giận giữ đem toàn trường người đều giết đi. Chiến đế hoàn toàn chính xác nổi giận, hắn lòng dạ rất không tệ, làm chiến gia tộc trường thành phủ nghĩ tranh lệch cũng khó khăn. Nhưng giờ khắc này trong mắt nhưng đều là sát khí, không che giấu chút nào trùng thiên sát khí, trong tay hắn sáng lên hào quang trói sáng, hiển nhiên chuẩn bị tự mình động thủ, toàn lực động thủ, đem huyền thần cung cấm chế đánh tan, đem giang giật xé rách thành mảnh vỡ. Ha ha! Giang giật như gió xuân ý cười truyền đến, tại tính mịch khắp nơi lộ ra vô cùng đột ngột cùng tà dị, Huyền Thần cung bên trên hình tượng, hắn thân thể khẽ động đi đến kiếm vô ảnh phía trước, ánh mắt lại là nhìn về phía kiếm đế. Kiếm vô ảnh không có bị cấm chế ép tới vùi vào trong tầng băng, hắn một mực không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều là oán độc cùng cừu hận. Giờ phút này lại là thật sợ, trên mặt đều là sợ hãi cùng cầu xin tha thứ chi sắc. Hắn chỉ có 15 tuổi, còn có vô hạn phát triển tương lai hắn nhưng là muốn trở thành kiếm hoàng kiếm đế người làm sao có thể biến thành một đống thịt nhão sở dĩ hắn liên thanh quát giang giật người đừng giết ta ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch ra ra cứu ta a à. kiếm vô ảnh thanh âm thông qua ngọc phù truyền ra ngoài vang vọng khắp nơi không ai cảm thấy kiếm vô ảnh không có cốt khí hắn dù sao vẫn là người thiếu niên đối mặt giang giật cái này phát rồ tên điên đừng nói kiếm vô ảnh rất nhiều cường giả đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh kiếm vô ảnh người nói cũng không tính toán Giang giật cười nhạt một tiếng, ánh mắt khóa chặt kiếm đế nói, kiếm đế, ta là thật rất muốn cùng nhà ngươi kết giao bằng hiếu, cũng không biết ngươi có cho hay không giang mỗ mặt mũi này. Chiến đế khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, kiếm đế biết rõ chiến đế là cho hắn mặt mũi, để hắn trước làm ra quyết định tiếp tục công kích. Sắc mặt hắn âm tình biến ảo, trần chờ bất định. Giờ phút này giống như thỏa hiệp, kiếm giao uy danh muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng giống như không thỏa hiệp, hắn cái này thích nhất tôn tử, kiếm ra 10 vạn năm qua nghịch thiên nhất thiên tài liền muốn biến thành một đống thịt nát. Kiếm vô ảnh, đừng trách ta tâm ngoan, ta không phải là không muốn cùng các ngươi kiếm ra kết giao bằng hữu, là các ngươi kiếm ra không nể mặt ta, muốn trách thì trách ra ra ngươi đi. Giang giật u u thở dài, nhìn qua kiếm vô ảnh chân sau lại cao cao dơ lên, kiếm vô ảnh tuyệt vọng chu lớn, ra ra, ra ra, ta không muốn chết ha, ra ra cứu ta. Kiếm vô ảnh thanh âm rất bén nhọn, còn hơi có chút run rẩy, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt đều khóa chặt kiếm đế, chờ đợi quyết đoán của hắn, kiếm ra bán thần cường giả cũng đều không biết làm sao lựa chọn, toàn bộ ngừng thở, trái tim đều ngưng đập. Tốt ha, à, kiếm đế bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, giang giật, người thắng, bản đế cam đoan không cùng ngươi là địch, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lại trêu chọc chúng ta gia tộc. Xoạt, toàn trường sôi trào, nhìn qua huyền thần cung phía trên to lớn thân ảnh mặt mũi tràn đầy thổn thức, có thể làm cho cửu đế gia tộc và hiệp, Giang giật sợ là thiên cổ đến đệ nhất nhân A. À. Con người của ta có cái cực kỳ tốt ưu điểm, người khác tốt với ta, ta đối tốt với hắn gấp 10, lão kiếm, người người bạn này ta giao, hôm nào cùng uống trà. Giang giật buông xuống cước, trên mặt đều là rực rỡ ý cười, vung tay lên một đạo bạch quang bắn xuống bao phủ kiếm vô ảnh, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc truyền tống đến huyền thần cung bên ngoài. A, à, kiếm vô ảnh con mắt bạch quang lóe lên ra đến bên ngoài, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ điên cuồng hướng kiếm đế bay đi phía sau lưng đều ướt đẫm thân thể còn tại run rẩy bị dọa đến không nhỏ bên ngoài lại là một trận huyên náo không nghĩ tới giang giật như thế quả quyết điều kiện gì đều không nói tùy ý tự thả ra kiếm vô ảnh chư vị xin lỗi kiếm đế thở dài một hơi hướng chiến đế bọn người ủi ủi mang theo kiếm vô ảnh cùng kiếm ra người toàn bộ lui ra phía sau nói rõ không tham dự nữa việc này giang giật hư ảnh ánh mắt chuyển động bình tĩnh tại chiến đế bắc đế bọn người trước mặt đảo qua lại mở miệng nói chiến đế cho ta nói một câu ngươi lại động thủ đi ta đế thú đế doãn đế ta hy vọng các ngươi ba nhà tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút rồi quyết định là có hay không cùng ta giang giật là địch đây là cơ hội cuối cùng một khi động thủ kia chính là ta giang giật tử địch tự gánh lấy hậu quả giang giật cũng không có hỏi thăm bác đế cùng hiên đế bác đế có hỏi hay không đều là một kết quả hiên đế ngay từ đầu tựu không có động thủ giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không động thủ. Hừ, công kích, chiến đế bác đế còn chưa lên tiếng, tà đế nổi giận vừa hô, lại tự mình xuất thủ công kích, chiến đế cùng bác đế cũng rất nhanh thả ra công kích. Thú đế dừng một chút, lãnh mâu lóe lên hạ lệnh công kích, hiên đế một mực không nhúc nhích, giờ phút này cũng không nhúc nhích, trái lại doãn đế tại thời khắc này lại trần chờ bất định. Giang giật vừa rồi cái kia một tay đùa rất xinh đẹp, hắn dùng chiến thiên lôi chết cùng kiếm vô ảnh sinh, nói cho đại gia một cái rất thô bạo đạo lý đơn giản, cùng hắn giang giật là địch chính là bất tử bất diệt kết cục, đây là một người điên, chọc giận hắn sự tình gì đều làm ra. Lại thêm doãn nhược băng ở giữa, doãn đế đối với cháu gái này cũng rất thương yêu, sở dĩ trong lúc nhất thời có chút do dự, đến cùng muốn hay không xuất thủ. Hắn vẻn vẹn trần chờ mười hơi thời gian, mười hơi thời gian sau lại đột nhiên xảy ra dị biến, doãn đế nhìn lướt qua về sau, âm thầm may mắn cái này mười hơi thời gian trần chờ quá tốt rồi, hắn không có chút gì do dự, vung tay lên để doãn ra bán thần cường giả toàn bộ lui lại. Suy suy, một ngực lơ lửng giữa không trung huyền thần cung tại lúc này quang mang vạn trượt, lập tức kịch liệt run lên huyền thần cung động, hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía trước chiến gia cường giả hung hăng đánh tới. chương 1129, Giang giật lực lượng. Không sai, không phải chạy trốn, mà là đụng, mà lại huyền thần cung tốc độ phi hành để doãn đế đều nội tâm run lên, chính vì hắn thấy được huyền thần cung tốc độ phi hành, hắn mới quyết định lui ra phía sau. A, à, toàn trường cũng một mảnh chấn kinh ngạc, bị huyền thần cung đột nhiên động chỗ kinh ngạc, là huyền thần cung tốc độ làm chấn kinh. Né tránh, bắc đế, chiến đế, tả đế, thú đế, toàn bộ bảo hống, bọn hắn cũng đồng thời đình chỉ công kích, thân thể lui nhanh. Bọn hắn kêu rất nhanh, thủ hạ bọn hắn bán thần phản ứng cũng rất nhanh, nhưng huyền thần cung tốc độ quá nhanh, ít nhất nhưng so sánh bát tinh cường giả tốc độ, khoảng cách gần như thế, huyền thần cung lại có cách toàn vẹn trăm trượng đại, có thể né tránh được. Đen nhánh huyền thần cung tựa như một tòa minh giới đại sơn bay tới, tốc độ quá nhanh quá nhanh, huyền thần cung cũng rất nặng, cao tốc phía dưới va chạm lực lớn bao nhiêu. Sau một khắc toàn bộ người đều biết rõ, phanh phanh phanh, phía trước có 10 cái chiến ra bán thần, còn có mấy cái tà ra đồ ra bắc ra bán thần, bỗng chốc bị huyền thần cung đụng vào, mười mấy người thần thuẫn thế mà trong nháy mắt bạo liệt, thân thể cũng như phá bao tải thổ huyết bay ngược ra ngoài, xa xa đập xuống tại mấy ngàn trượng bên ngoài bình nguyên phía trên. Tê, tê hiu 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 vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, toàn trường cũng đại loạn, bốn phía lơ lửng giữa không trung gần trăm vạn người nhao nhao lui nhanh, sợ bị cái này huyền thần cung đụng lên, liền bán thần thần thuẫn đều có thể đụng nát, cái này va chạm lực lớn bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Hưu, huyền thần cung ở giữa không trung một trận, lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía trước bay đi, tốc độ nhanh như hồng quang, hung hăng hướng kia hơn 10 bị đụng bay đập xuống bình nguyên phía dưới bán thần vọt tới. Rầm rầm rầm, huyền đế cung tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Huyền thần cung đập ầm ầm trên bình nguyên, nghiền ép tại hơn 10 bán thần trên thân, toàn bộ phụ cận mặt đất run lên, huyền thần cung bốn phía bụi đất cũng chấn động, lập tức đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn mà lên, đem huyền thần cung che đậy. Hưu, huyền thần cung lại động, trực tiếp xuất vào giữa không trung phía trên, tiếp lấy lại dùng tốc độ khủng khiếp trùng điệp đè xuống, một lần lại một lần, để toàn trường đều ngốc như gà gỗ. Tất cả mọi người con mắt đi theo huyền thần cung trên dưới di động, đầu cũng thoáng cái ngóc lên thoáng cái rủ xuống, tựa hồ gần trăm người giờ khắc này toàn bộ đang không ngừng gật đầu, chàng diện phi thường rộng lớn. Âm 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 âm, bởi vì huyền thần cung là thẳng tắp, mà lại tốc độ thật nhanh, va chạm lực kinh khủng dị thường, sở dĩ phía dưới rất mau ra hiện một cái nhìn không thấy đáy hố sâu, khoảng chừng vạn trượng sâu, cái hố sâu này bốn phía vách đá còn phi thường vuông vức, như đao gọt, bóng loáng như gương. Ây, rất nhiều nhân thần thức bản năng hướng bên dưới hố sâu tìm tòi, kết quả toàn bộ đều thân thể run lên, trên mặt đều là sợ hãi. Bởi vì, kia 10 cái bán thần toàn bộ đều bị nghiền thành thịt nát, 10 cái bán thần thế mà cứ như vậy chết tươi sống bị đâm chết, bị nghiền ép mà chết. Làm sao có thể, vô số người trong đầu hiển hiện một cái thật sâu nghi vấn, giống như bán thần dễ dàng như vậy bị giết, vậy thì không phải là bán thần. Coi như cái này huyền thần cung tốc độ lại nhanh, lực trùng kích lại lớn, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đụng nát bán thần thần thuẫn A mà lại vừa rồi mười mấy người này bị nghiền ép lúc, căn bản không có nhích người, cũng cảm giác bị đụng choáng váng, nằm tại nguyên chỗ chờ chết. Toàn bộ người tản ra, huyền thần cung cấm chế có thể phá thần thuẫn. Chiến đế cùng bắc đế liếc nhau, chiến đế bạo hống, bán thần thần thuẫn không có yếu ớt như vậy, giải thích duy nhất chỉ có huyền thần cung phía ngoài cấm chế có vấn đề, va chạm lúc có thể trong nháy mắt hủy đi bán thần thần thuẫn. Mà lại nghiền ép mà xuống lúc, cấm chế khí thế có thể trấn áp kia 10 cái bán thần, để bọn hắn không thể chạy trốn, chỉ có thể sống sống bị nghiền ép mà chết. Trốn, vô số người bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nhất là chiến gia tà gia bắt ra đồ ra võ giả, càng là không có chút gì do dự, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Suy suy, huyền thần cung quang mang chấn động, như một tòa núi cao bay vụt mà lên, khóa chặt chiến ra mấy tên bán thần cùng mấy trăm quân đội hung hăng đánh tới. Không có cách nào giang giật không biết còn lại gia tộc cường giả, chiến ra người toàn bộ người mặc màu trắng chiến giáp quá dễ nhận biết, trọng yếu nhất chính là chiến ra quá nhiều người nhiều lắm, quân đội ít nhất tự có mấy vạn, tùy ý xem xét đều là chiến gia người. Phanh phanh phanh, mấy cái kia chiến gia bán thần cùng mấy trăm chiến gia quân đội bi kịch, huyền thần cung tốc độ căn bản không phải bọn hắn có thể so, bỗng chốc bị đuổi kịp bị huyền thần cung trùng điệp va chạm. Lần này cùng lần trước khác biệt, thiên quân quân đội võ giả thần thuẫn nhất bạo nứt, thân thể nhẹ nhóm bị đâm đến xương cốt vỡ nát, óc bay tứ tung, tươi sống bị đâm chết, thi thể đầy trời phất phới, kia bốn năm cái bán thần tốt đi một chút bất quá đồng dạng thần thuẫn vỡ tan, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, kia bốn năm cái bán thần cũng rốt cuộc biết vì sao vừa rồi mười mấy người không có tránh né, mặc cho huyền thần cung nghiền ép. Bởi vì bị va chạm trong nháy mắt, một cỗ kỳ dị năng lượng tiến vào thân thể bọn họ bên trong, bọn hắn nguyên lực toàn bộ nhiễu loạn, căn bản triệu tập bất động một tia nguyên lực. Chờ bọn hắn thật vất vả ổn định lại, bầu trời huyền thần cung như mây đen che dưới, trong mắt bọn họ tầm mắt thoáng cái trở nên đen nhánh, tiếp lấy vĩnh viễn đen xuống dưới. Việc này là ta cùng chiến đế bắc đế tả đế thú đế gia tộc ân oán, không muốn chết không cần loạn bay, toàn bộ xuống dưới thành thành thật thật đứng đấy. Một đạo phiêu miểu thanh âm theo huyền thần cung bên trong truyền ra, vang vọng khắp nơi, những cái kia hoảng sợ bay loạn lớn nhỏ gia tộc võ giả lập tức tỉnh ngộ lại, nhao nhao hướng phía dưới bay đi, một đoàn một đoàn thành thành thật thật đứng đấy. Sau đó bọn hắn đều dùng giống như gặp quỷ biểu lộ, nhìn qua một tòa cự đại đen nhánh cung điện trên không trung bay tới bay lui không ngừng va chạm chiến ra võ giả, nhìn lên bầu trời dì rào rơi xuống tàn thi, nhìn qua triệt để ngu xuẩn bắc đế chiến đế tả đế thú đế. Bắc đế chiến đế tả đế thú đế hoàn toàn chính xác ngu xuẩn, triệt để không biết làm sao bây giờ, đừng nói phía dưới gần trăm vạn người, liền xem như bọn hắn cũng chưa từng thấy dạng này quái sự, dạng này thủ pháp giết người, dạng này vô lại đấu pháp. Giờ khắc này bọn hắn rốt cuộc biết vì sao giang giật thái độ cường ngạnh như vậy, lực lượng như vậy đủ. Bởi vì hắn tứ không kiêng sợ, huyền thần cung bên trong chứa đựng năng lượng rất rất nhiều, coi như bọn hắn bốn nhà bán thần cường giả toàn bộ đồng loạt ra tay trong thời gian ngắn khẳng định cũng không phá được huyền thần cung cấm chế huyền thần cung cấm chế có thể phá bán thần thần thuẫn tốc độ nhưng so sánh bát tinh cường giả có thể đuổi kịp huyền thần cung chỉ có mấy người bọn hắn lão ra hỏa bằng vào bọn hắn phải bao lâu mới có thể phá vỡ huyền thần cung coi như có thể phá giang giật khống chế huyền thần cung khắp thế giới bay loạn bọn hắn cũng chỉ có thể cùng cầu đồng dạng chạy theo lui một vạn bước nói giang giật khống chế huyền thần cung đi tội đảo bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lại lui một vạn bước, giống như gian giật khống chế huyền thần cung bay đi huyền đế thành, đi bắc đế thành, chẳng lẽ lại bọn hắn đem huyền đế thành cùng bắc đế thành đều cho san thành bình địa. Huyền đế thành, chiến đế đột nhiên nội tâm khẽ động, bạo hống toàn bộ hồi trở lại huyền đế thành. Để thành nội mở ra đại đế trận, chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, chiến gia thiên quân võ giả tụ bị đụng chết mấy ngàn, giống như chiến gia con em còn bay loạn, đoán chừng cái này mấy vạn người đều muốn bị giang giật tươi sống nghiền ép mà chết. Huyền đế thành nội đại đế trận, là năm đó huyền đế lưu lại, phi thường cường đại. Mà lại huyền đế thành là huyền đế năm đó đế đô, giang giật không có khả năng công kích huyền đế thành A. Các người cũng toàn bộ trà trộn vào huyền đế thành nội. Tà đế bắc đế thú đế nhao nhao bí mật truyền âm để cho thủ hạ bán thần hướng huyền đế thành phóng đi, những người này ở lại bên ngoài sẽ toàn bộ bị giang giật đánh giết. Cái này, Doãn đế hiên đế kiếm đế doãn đế bọn người đứng ở một nhanh, bọn hắn nhìn qua ở giữa không trung bay nhanh huyền thần cung, nhìn qua từng cỗ bay xuống thi thể toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Giờ khắc này kiếm đế cùng doãn đế đều không hiểu cảm giác, tựa hồ cùng giang giật làm bằng hữu, so làm địch nhân càng tốt hơn một chút. Trường 1130, người muốn chiến vẫn là muốn cùng. Giang giật hoàn toàn chính xác có lực lượng, hắn lực lượng ngay tại ở huyền thần cung. Chiến đế bắc đế đoán không sai, huyền thần cung bên trong năng lượng rất nhiều, vừa rồi nhiều cường giả như vậy công kích mấy vòng giang giật phát hiện tồn chữ năng lượng mới tiêu hao một phần ngàn coi như bọn hắn ngày đêm không ngừng công kích cũng muốn mấy tháng để giang giật càng thêm tứ không kiêng sợ chính là hắn phát hiện huyền thần cung cấm chế quá cường đại một khi đụng chạm huyền thần cung bên ngoài cấm chế cấm chế sẽ tự động phản phệ cấm chế này lực phản phệ độ có bao nhiêu a cường đại vừa rồi nhiều như vậy bán thần thần thuẫn trong nháy mắt bạo liệt đã xác nhận chỉ ít bán thần có thể nhẹ nhõm giết chết giang giật cũng hoàn toàn chính xác nảy sinh ác độc chiến đế bắc đế tả đế thú đế đã không phục vậy liền làm đến bọn hắn chịu phục đương nhiên hắn vẫn là không dám đi công kích bác đế chiến đế bọn hắn ngược lại tận lực tránh đi bọn hắn ai biết bọn hắn có cái gì cường đại thần thông hắn đã đáp ứng huyền đế tận lực không nên cùng cửu đế gia tộc là địch sở dĩ hắn rất thẳng thắn thả kiếm vô ảnh bất kể hiềm khích lúc trước cùng kiếm ra bắt tay giảng hòa cũng liên tục cùng cảnh cáo bọn hắn không nên cùng chính mình là địch nhưng bọn hắn không nghe giang giật một mực không phải nhân từ nương tay người huyền đế cũng không nói không thể giết người hắn cũng liền quyết định làm được bọn hắn chịu phục lại nói cửu đế gia tộc năng lượng rất khủng bố như lần này không làm được khô đến bọn hắn chịu phục bọn hắn có thể sẽ trăm phương ngàn kế giết chết hắn cũng có thể là tụ tập đại quân công kích tội đảo dẫn phát đại chiến giang giật trước đó trong khung nhẫn nhịn rất nhiều lệ khí lần này dứt khoát cùng một chỗ phóng xuất ra dầm 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 huyền thần sơn khoảng cách huyền đế thành chỉ có trăm dặm lộ trình cái này trăm dặm đường lại cùng hoàng tuyền lộ, để rất nhiều người mộng đoạn hồn cầu. Chiến gia võ giả nhiều lắm, huyền thần cung tốc độ quá nhanh, mỗi lần va chạm đều có thể nhẹ nhõm đánh giết mấy trăm người, nhẹ nhõm nghiền ép. Chiến gia lần này tới mười mấy cái bán thần, tăng thêm huyền đế thành nội vô số lớn nhỏ gia tộc bán thần tới rất nhiều, cộng lại ít nhất có trên trăm cái, nhưng có thể chạy trở về không đến một nửa. Còn kia mấy vạn chiến gia thiên quân quân đội, lại chỉ còn lại không tới năm ngàn người chiến đế lo lắng giang giật công kích huyền đế thành công kích mấy lần huyền thần cung phát hiện không cách nào đánh tan còn dễ dàng ngộ thương người một nhà sau trước tiên bay trở về thành nội ta đế thú đế bắc đế công kích mấy lần cũng không biết làm sao bây giờ ở lại bên ngoài rất có thể bị giang giật công kích đến lúc đó đổ sinh xấu hổ cùng khó xử sở dĩ cũng đi theo chiến đế trở về huyền đế thành sắc trời đã tối hẳn xuống tới vậy còn dư lại mấy chục vạn lớn nhỏ gia tộc võ giả lại không vào thành cũng không có rời đi lại không dám bay lên không trung Giang giật không có công kích bọn hắn một người, bọn hắn đều rất yên tâm, đều khoảng cách huyền đế thành 20 dặm lẳng lặng đứng thẳng, muốn nhìn một chút sự tình hội làm sao phát triển. Kiếm đế doãn đế huyền đế âm đế mấy người cũng không có rời đi, đương nhiên cũng không có vào thành, bay xuống tại ngoài 10 dặm nhìn xem lóng lánh thất thải quang mang huyền đế thành, nhìn xem lơ lửng giữa không chung, thành cung đen kịt một màu lại phát ra hắc quang huyền đế cung. Rất nhiều người kỳ thật đứng ở chỗ này nội tâm đều lo lắng bất an, giang giật là thằng điên, hôm nay điên cuồng như vậy sự tình cũng chú định lưu danh sử xanh, vạn nhất giang giật phát cuồng loạn giết, rất nhiều người đều muốn vĩnh viễn chết ở đây. Bất quá chính là bởi vì việc này huyên náo quá lớn, mọi người mới không dám rời đi, muốn chứng kiến thoáng cái trận này thịnh sự. Chiến đế bắc đế thú đế tả đế đứng tại trên tường thành, sau lưng xếp thành một hàng có hơn 100 bán thần, thành nội bán thần đều tụ tập, để phòng giang giật điên cuồng phía dưới công kích huyền đế thành đại đế trận, để thành nội mấy ngàn vạn con dân sinh linh đổ thán như giang giật thật dám công kích, bọn hắn nhiều người như vậy quán chú nguyên lực vào trong hộ cháo, liền có thể kiên trì một đoạn thời gian, để chiến ra con em tộc nhân trước tiên truyền tống rời đi. Giang giật, người cái này phát rồ chi đồ, người nhất định vì người hôm nay chuyện làm trả giá đắt. Chiến đế sắc mặt rất bình tĩnh, trong con người lại là che giấu không ngừng nổi giận, thân là thiên tinh giới đệ nhất gia tộc tộc trưởng, thân là đông hoàng đại lục tối cường mấy người, hắn vốn là cao cao tại thượng đế vương, hôm nay lại bị người hung hăng quạt mấy bàn tay, còn không cách nào hoàn thủ, nội tâm của hắn biệt khuất cùng nổi giận có thể nghĩ. Ha ha, Giang giật nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, huyền thần cung trên không phong vân tề động, một đạo to lớn hư ảnh ngưng tụ mà ra. Hư ảnh trọn vẹn cao tới đến 30 trượng, tựa như một cái thần đề. Trên mặt hắn đều là làm người ta như Mộc Xuân Phong nụ cười, nhưng nụ cười này lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được nội tâm run lên, tựa như đây mới thật sự là ác ma mỉm cười hắn cái này hư ảnh là dùng huyền đế cung cấm chế ngưng tụ mà ra, bất quá cũng rất là chân thực, ngoại trừ lớn gấp trăm lần bên ngoài không có gì khác nhau, khuôn mặt như đao, tóc đỏ bay múa, một bộ thanh bảo phía dưới thân thể hơi có vẻ suy nhược, nhìn giống như một cái yếu đuối thư sinh. Ánh mắt của hắn nhìn xuống phía dưới chiến đế bọn người, tiếp lấy lại tại trên tường thành mấy chục vạn chiến gia võ giả trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào chiến đế trên mặt, mở miệng nói chiến đế. Ngoài thành mấy chục vạn người có thể làm chứng, ta không phải là không có cho ngươi cơ hội chiến thiên lôi muốn giết ta ta đều có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước cùng các ngươi chiến ra làm bằng hiếu nhưng ngươi xem thường ta giang giật khinh thường cùng ta tiểu nhân vật này kết giao bằng hiếu ta có biện pháp nào đã không phải bằng hiếu vậy chỉ có thể là địch nhân đối đãi địch nhân các ngươi cũng không hiểu ý từ nương tay a à cái này rất công bằng phi chiến đế phun ra một miếng nước bọt cười lạnh nói ngươi là tội đảo gian tế, ngươi là yêu tộc minh hiếu ngươi là nhân loại phản đồ Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta chiến ra làm bằng hữu tả ác vĩnh viễn không chiến thắng được chính nghĩa, nhân tộc vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Ngươi cái này nhân tộc phản đồ cũng nhất định diệt phong. Ha ha ha, Giang giật cười ha hả thanh âm đánh vỡ cửu thiên, hắn mặt mũi tràn đầy đùa cợt, cười trọn vẹn mười hơi thời gian mới nói ra. Chiến đế, ngươi sở lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi nói lời này đỏ mặt sao? Ngươi bất quá chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi, bất quá chỉ là muốn lấy được huyền thần cung cùng hai kiện thần khí thôi nói đến như vậy mì nước đường hoàng, chính khí lăng nhiên làm gì các ngươi chiến ra làm bẩn sự tình còn thiếu ta giang giật mặc dù từng tiến vào tội đảo, mặc dù cùng ngao lưu quan hệ không tệ. Nhưng ta tự hỏi không có giết qua một cái bình dân, không có lạm sát kẻ vô tội, càng không có thay yêu tộc tàn sát nhân tộc đồng bào. Huyền đế những người nào hắn đổ vật sẽ cho một cái nhân tộc phản đồ kế thừa hắn thiết trí nhiều như vậy khảo nghiệm, người hỏi vấn kiếm vô ảnh, hỏi một chút vượt quan tất cả mọi người, huyền đế khảo nghiệm là cái gì thiên tư, tuổi tác, phẩm hạnh, bất kỳ cái gì đồng dạng không được đều không thể đạt được hắn truyền thừa ý của ngươi là đang chất vấn huyền đế ánh mắt vẫn là nói huyền thần chuẩn bị cùng yêu tộc cấu kết hủy diệt nhân tộc a à, giang giật rất lớn có thể xuyên thấu qua huyền thần cung đại đế trận vang vọng toàn thành hắn cũng rất có sức thuyết phục huyền đế là nhân tộc thủ hộ thần hắn thực lực tuyệt đỉnh trí tuệ thông thiên nhìn hết tầm mắt thiên cơ hắn đã đem huyền thần cung truyền cho giang giật tự nhiên có đạo lý của hắn ít nhất giang giật đạt được huyền đế tán thành có thể làm cho huyền đế công nhận người, phẩm hạnh thật sẽ rất chênh lệch sao. Kỳ thật những này nói nhảm ta bản ý cũng không muốn nói, ta đã đáp ứng huyền đế, có thể cùng các ngươi sống chung hòa bình, tự tận lực không nên cùng các ngươi là địch. Giang giật ánh mắt trở nên lăng lệ, hư ảnh khí thế cũng biến thành bằng bạc, hắn quát khẽ nói, cuối cùng hỏi ngươi một câu, chiến đế, ngươi muốn chiến vẫn là muốn cùng, nếu muốn chiến. Ta cam đoan thời gian một nén nhang, để các ngươi chiến đế lâu đài san thành bình địa chương 1131, gánh vác một thế bêu danh. Chiến đế lâu đài tại huyền đế thành Bắc, hơn phân nửa thành Bắc đều là chiến đế lâu đài phạm vi, bên trong tòa thành san sát, không nhìn thấy cuối cùng, ở chiến ra toàn bộ tộc nhân, khoảng chừng trăm vạn người. Chiến gia không có khống chế đại vực, chỉ có huyền đế thành một tòa thành trì, sở dĩ các mạch tộc nhân gần như đều ở cùng một chỗ, tăng thêm bọn hạ nhân, có trăm vạn người cũng rất bình thường. Giang giật lời nói rất chân thành, nhưng cũng rất ngông cuồng, nếu là lúc trước nói như vậy, tất cả mọi người hồi khịt mũi coi thường, nhưng kinh lịch sự tình vừa rồi, rất nhiều người lại không cảm giác giang giật cuồng vọng, hắn có cái này lực lượng, có cái này tiền vốn. Đương nhiên, rất nhiều người hay là không tin tưởng, giang giật có thể tại một nén nhang bên trong hủy đi huyền đế ngoài thành đại đế trận, đại trận này thế nhưng là huyền đế tự mình bố trí, dị thường kinh khủng, coi như bác đế mang theo một đám bán thần đoán chừng oanh mấy tháng. Chiến đế liền là những người này một cái, hắn phi thường tin tưởng đại đế trận lực phòng ngự, sở dĩ giang giật nghe vào hắn trong tai không có nửa điểm chân thành ngược lại cảm giác tại nhục nhã hắn thân là đông hoàng đại lục tối cường ba người chiến đế chưa bao giờ thỏa hiệp qua giờ phút này ngay trước nhiều người như vậy mà thỏa hiệp hắn về sau còn thế nào nhấc nổi đầu hừ chiến đế cười nhạo hắn đôi mắt nhất chuyển ngạo nghễ nói ra giang giật nếu là ngươi một nén nhang bên trong có thể hủy đi ta chiến đế lâu đài bản đế tự triệt để đối ngươi chịu phục ngươi muốn thế nào đều được giống như ngươi hủy không được lại nên làm như thế nào ha 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 giang giật cười ha hả lạnh lùng nói ra chiến đế ngươi phải hiểu rõ ta không có tâm tình cùng ngươi đánh cược cái gì ngươi cũng đừng hòng kích ta ta chỉ có một cách hỏi ngươi chiến vẫn là cùng cho một câu thống khoái nói đi ngươi muốn chiến vậy liền chiến chiến đế tranh phong tương đối quát khẽ nói bản đế hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định chiến đế nửa câu sau lời còn chưa nói hết giang giật tại huyền thần cung phía trên hư ảnh đột nhiên biến mất tiếp lấy huyền thần khải kịch liệt chấn động sau đó để chiến đế cùng chiến ra cường giả khiếp sợ một màn phát sinh ông huyền thần cung tản mát ra vạn trưởng hắc quang bốn phía không gian xuất hiện từng cái từng cái khe hở sau đó huyền thần cung trên không xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng huyền thần cung bay vào biến mất không thấy nguy rồi chiến đế sắc mặt kịch biến bạo hống sở hữu chiến ra con em nghe lệnh toàn bộ rời đi chiến đế lâu đài xoạt chiến đế thanh âm rất lớn toàn bộ huyền đế thành vỡ tổ chiến đế lâu đài bên trong rất nhiều tòa thành vô số người như châu chấu bay vụt mà tới. Có nam có nữ trẻ có già có, còn có rất nhiều chiến gia quân đội, cũng có vô số chiến gia hạ nhân người hầu, các nàng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác được chấn kinh cùng sợ hãi. Cái này huyền thần cung còn có thể độn thiên, doãn đế cùng kiếm đế liếc nhau, sắc mặt dây lát biến, nội tâm kinh hãi, hiên đế lại cười nhạt một cái nói, các người quên mỗi lần ngàn năm huyền thần cung đều sẽ xuất hiện, đoạt bảo kết thúc sau huyền thần cung lại biến mất thời gian ngàn năm căn bản không ai tìm được. Còn có huyền thần cung không thể độn thiên, giang giật độn thiên thần kỹ lại thế nào tới. Đúng a à, doãn đế kiếm đế cùng một đám người bừng tỉnh đại ngộ, doãn đế cùng kiếm đế cũng âm thầm may mắn, may mắn hai người mới vừa rồi không có xúc động, giống như cùng giang giật là địch, chỉ sợ bọn họ doãn đế thành cùng kiếm đế thành đều sẽ bị san thành bình địa. Huyền thần cung có thể độn thiên, còn có khủng bố như thế cấm chế phòng ngự, đó căn bản là vô địch tồn tại, ai cũng không thể kích phá huyền thần cung, cũng không ai có thể giết chết giang giật. Ông, bên này trong lúc nói chuyện, huyền đế thành giữa không trung dung động kịch liệt, tiếp lấy không gian vỡ ra từng cái từng cái khe hở, cuối cùng xuất hiện một cái cử đại lỗ thủng, huyền thần cung theo lỗ thủng bên trong bay ra. Giang giật căn bản không cần đánh tan đại đế trận, trực tiếp độn thiên mà vào. Vù vù, hắn cũng không có chút gì do dự, chiến đế đã muốn chiến, hắn liền chuẩn bị triệt để đem chiến đế thu phục, đem chiến ra làm hỏng, để chiến ra cũng không dám lại cùng hắn đối nghịch. Đều đã vạch mặt, vậy liền không có bất kỳ cái gì thể diện có thể thấy được, giết lại nói. Huyền đế cung hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh mà đi, mục tiêu là toàn thành bạch giáp chiến ra đại quân, giang giật muốn huyết tẩy chiến ra, phàm là chiến ra quân đội cường giả, hắn đều muốn chém tận giết tuyệt. Phanh phanh phanh, phanh phía trước giữa không trung đứng đấy mấy ngàn chiến ra đại quân, huyền thần cung như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, nhẹ nhõm sắp tới ngàn người tươi sống đụng thành thịt nát huyền thần cung không có một tia dừng lại, nơi đó có chiến gia cường giả quân đội tự hướng nơi đó bay, một đường bay qua đầy trời thi thể đập xuống, tiên huyết bay lả tả. Tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh, bối rối âm thanh, tiểu hài tiếng khóc, liên tiếp, bên tai không dứt. Toàn thành con dân, chiến gia nữ quyến giải yếu người hầu nghe toàn bộ đi quảng trường đợi, ta giang giật chưa từng loạn giết vô tội, ta hôm nay chỉ diệt chiến gia võ giả, ai dám cùng chiến gia võ giả đứng chung một chỗ, chết đừng trách ta. Giang giật băng lãnh như ác ma thanh âm vang lên, điều này cũng làm cho loạn thành một bầy huyền đế thành thoáng cái an định mấy phần. Rất nhiều lúc đầu điên cuồng hướng truyền tống trận phóng đi, muốn chạy trốn huyền đế thành con dân cũng không dám động, thành nội các đại gia tộc nhao nhao hạ lệch, để con em nhà mình đừng lộn xộn, nếu không sẽ lại càng dễ bị ngộ sát. Giang giật, dừng tay, dừng tay, chiến đế triệt để không thể bảo trì chấn định, tức hồn hển giống to. Một người vô luận lòng dạ lại sâu, vô luận địa vị lại cao hơn, tại trơ mắt nhìn xem cửa nát nhà tan vô số tự gia tộc người chết tại trước mặt chính mình lại thúc thủ vô sách lúc đều sẽ hoảng sợ đều sẽ luống cuống hắn thực lực rất mạnh đông hoàng đại lục xếp hạng trước ba nhưng chỉ có một thân thực lực chỉ có đầy trong đầu kế sách lại không có đất dụng võ thành nội khắp nơi đều là người hắn kích không phá huyền đế cung ngược lại công kích hội tăng thêm thương vong giết chết người một nhà chiến đế gầm thét giang giật ngoảnh mặt làm ngơ huyền thần cung hóa thành một đạo hắc quang Huyền như tử thần liêm đao nhanh chóng thu gạt lấy chiến ra quân đội cường giả sinh mệnh, chỉ cần nơi đó có người mặc bạch giáp chiến giáp chiến gia võ giả cường giả, Huyền thần cung tự hướng bên kia đụng rầm rầm rầm, chiến ra rất nhiều tòa thành cũng bị Huyền thần cung sinh sinh đạp nát, cũng may chiến ra người già trẻ em người hầu đều rất nghe lời, toàn bộ hướng quảng trường bay đi, cũng không có người già trẻ em chết đi. Ai cũng sợ chết, có thể không chết, các nàng tự nhiên không muốn chết. Năm ngàn, một vạn, một vạn năm. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, chiến gia võ giả tụ bị đụng chết ít nhất một vạn năm ngàn người. Chiến gia võ giả nhiều lắm, ít nhất có mấy chục vạn, rất nhiều chiến gia con em ngược lại là rất thông minh, trước tiên thoát khỏi chiến gia màu trắng chiến giáp, xông vào phía dưới đường đi trong hẻm nhỏ tránh thoát sang giật truy sát. Bất quá còn có rất nhiều chiến gia con em rất có cốt khí, bọn hắn một bên ở giữa không chung bỏ trốn, một bên điên cuồng công kích huyền thần cung, ý đồ đem huyền thần cung đánh nổ, đem giang giật toái chết vạn đoạn. Giang giật, đừng giết chiến đế thống khổ nhắm mắt lại hét lớn một tiếng thở dài ngươi thắng bản đế nhận thua về sau tuyệt không cùng ngươi là địch ngươi dừng tay đi ha 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 huyền thần cung một trận giang giật tiếng cười to vang lên tiếp lấy thanh âm hắn cấp tốc trở nên lạnh đùa cợt nói ra đến muộn chiến đế cơ hội cho ngươi ngươi nhưng không có chân quý bất luận kẻ nào phạm sai lầm đều phải trả giá thật lớn các ngươi chiến gia toàn bộ võ giả đều muốn thay sai lầm của ngươi tính tiền vu vu Huyền thần cung hóa thành một đạo hắc ảnh bắn nhanh mà đi, tiếp tục đuổi giết chiến ra con em, không có một tia dừng lại. Giang giật cho chiến đế hai lần cơ hội, nhưng hắn lại không chân quý, còn một lòng muốn giết chết chính mình cướp đoạt huyền thần cung huyền thần đao huyền thần khải. Hắn chưa từng là một cái nhân từ nương tay người, đã không chiếm được người trong thiên hạ tôn kính cùng yêu thích, vậy liền. Để toàn bộ người trong thiên hạ đều e ngại hắn đi. Một thế này bêu danh hắn chuẩn bị cóng. chương 1132, Lão Chiến, Giang giật, Chiến đế hổ khu run lên, cắn răng nghiến lợi giống giận, trên mặt hắn cũng là đều hối hận, vì mình sai lầm quyết định hối hận. Bất quá, hắn phi thường tinh tường một điểm, giang giật người này giết chóc quả quyết, tim rắn như thép, hôm nay chi cục không cách nào vãn hồi, hắn chỉ có đầy mắt thống khổ giống to, mở ra đại đế trận, toàn bộ riêng phần mình rút lui. Giang giật, nếu như ngươi là cái nam nhân, tự hướng ta đến. Hưu, chiến đế giống xong, thân thể hướng huyền thần cung đuổi theo, hắn chuẩn bị liều mạng công kích huyền thần cung, coi như kích bất phá hắn cũng muốn ngăn cản Giang giật đồ sát, hắn cũng chuẩn bị chết tại huyền đế thành. Đều cửa nát nhà tan, hắn không mặt mũi đào tẩu, một lòng cùng huyền đế thành chết theo. Đáng tiếc Giang giật căn bản không cho hắn cơ hội, huyền thần cung hóa thành ác ma hắc quang, căn bản không cùng chiến đế dây dưa, tiếp tục đồ sát chiến ra con em, huyền đế trên thành uổng phí lướt tới một trận huyết vụ, làm người ta buồn nôn mùi máu tươi cũng tràn ngập cả tòa thành trì. Ông, đại đế trận mở ra, rất nhiều chiến gia con em hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. bắc đế đôi mắt băng lãnh liếc mấy cái, vung tay lên mang theo bản thân còn lại mấy cái bán thần hướng nơi xa bay đi. ta đế cùng thú đế liếc nhau, ta đế truyền âm nói võ thương, việc này cứ tính như thế giang giật san bằng huyền đế thành, đằng sau nhưng chính là người bắc đế thành của ta tả đế thành a. hừ hừ, bắc đế ở phía xa dừng lại thân hình, cười lạnh truyền âm nói chỉ cần giang giật dám đến ta bắc đế thành, bản đế để hắn có đến mà không có về. yên tâm. Giang giật nhảy nhót không được bao lâu, quay đầu ta hội đưa tin cho các ngươi, đều rút lui đi, lưu tại cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rút lui, ta đế cùng thú đế nhẹ gật đầu quát khẽ một tiếng, lưu tại cái này xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngoại trừ mất mặt vẫn là mất mặt. Huyền thần cung có thể độn thiên, nếu như không có thủ đoạn đặc thù ai cũng không phá được huyền thần cung, càng giết không chết giang giật, lưu lại chỉ có thể chịu nhục. Bác đế tả đế thú đế dẫn người phân biệt hướng nơi xa chạy như điên, giang giật ngược lại là không có ngăn cản bác đế tả đế thú đế tốc độ rất nhanh hắn đuổi không kịp điểm trọng yếu nhất giang giật phát hiện một vấn đề huyền thần cung cấm chế phá vỡ lục tinh bán thần thần thuẫn rất đơn giản nhưng thất tinh bán thần lại có chút nho nhỏ độ khó bát tinh cường giả giang giật đều không có nếm thử giống như đụng bất phá liền sẽ để người nhô ra hư thực giờ phút này không đi công kích tám cửu tinh cường giả ngược lại sẽ cho người ta một loại sâu xa khó hiểu cảm giác hiu 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 khắp thiên đều là bóng người Chiến ra mấy chục vạn võ giả bốn phía chạy trốn, nhưng rất nhiều người bay khỏi Huyền Đế ngoài thành nhưng lại không biết đi đâu, chiến ra chỉ có một tòa thành trì, không có bất kỳ cái gì địa bàn, Huyền Đế thành giống như bị hủy, thiên địa chi đại, chiến ra con em lại nơi đâu đi an thân. Đường Đường Cửu Đế gia tộc tử đệ, nhất cường đại gia tộc, giống như như chó lưu lãng tứ xứ, vậy còn không như chết đi. Cửu Đế gia tộc tử đệ trong khung ngạo khí cùng tôn nghiêm, để bọn hắn không bỏ xuống được mặt mũi cũng không nỡ rời đi, sở dĩ rất nhiều người đều lựa chọn tiềm phục tại huyền đế thành bốn phía, chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh. Kỳ tích không có phát sinh, đồ sát vẫn còn tiếp tục, bất quá nửa nén nhang về sau, thiên địa ngược lại là phát sinh dị tượng. Dầm dầm dầm, trên bầu trời đột nhiên gió nổi lên vân dũng, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên lực điên cuồng hướng huyền đế trên thành uổng phí hội tụ, tiếp lấy cửu thiên chi thượng ba viên tinh thần sáng lên, ba đạo thần quang bắn thẳng đến mà xuống, chui vào chiến đế lâu đài bên trong một tòa lâu đài nhỏ bên trong ách có gia tộc tử đệ tại lúc này đột phá bán thần. Chiến đế cuồng bay thân hình dừng lại, rất nhiều chiến gia cường giả cũng đầy mặt ngạc nhiên. Có người đột phá bán thần đây vốn là cực kỳ tốt sự tình, đáng tiếc là lúc này, coi như đột phá bán thần cũng là chết, cái này con em đột phá quá không phải thời điểm. Hưu, tòa thành nhỏ kia lâu đài bên trong một đạo hắc ảnh bay vụt mà lên, một tên thanh niên xông lên giữa không trung, hắn khuôn mặt rất là khôi ngô, đáng tiếc làn da đen một chút hắn hiển nhiên vừa rồi tại bế quan căn bản không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, giờ phút này nghe được toàn thành tiếng huyên náo mới bay đi. Lại là hắn, chiến đế trong mắt lại là khẽ giật mình, bên cạnh hắn một tên bán thần bản năng hoảng sợ nói, chi này mạch con em tốt nghịch thiên tư chất, thế mà khi lấy được chiến hồn chỉ tẩy lễ về sau, vẻn vẹn thời gian 2 năm đã đột phá bán thần thiên tư này so thiên lôi còn kinh khủng hơn, tộc trưởng nhanh để hắn đào tẩu, đây chính là gia tộc tương lai hy vọng a à. Chiến đế cũng đôi mắt phát sáng lên, nhìn chằm chằm kia hát thanh niên truyền âm nói, tiểu tử, lập tức hướng phía nam rút lui, đi phía nam bên ngoài vạn dặm phúc thôn, người nhớ kỹ vô luận như ca đều muốn sống sót, hảo hảo tu luyện, giữ lại hữu dụng thân thể, về sau phục hưng chúng ta chiến ra. Chiến đế truyền âm vừa mới truyền đi, một bên khác huyền thần cung lại đột nhiên lượn quanh một cái đường cong, hướng thanh niên kia đột nhiên bay đi, chiến đế cùng phân tán bốn phía những cái kia bán thần lập tức sắc mặt đại biến, chiến đế bảo hống, ngăn lại gian giật. Tiểu tử, mau trốn, Giang giật, thanh niên hổ khu một trận, đầy mắt chấn kinh, hắn không chỉ có không có trốn, ngược lại đầy mắt kinh nghi hướng huyền thần cung nhìn lại. Mà huyền thần cung bay đến nửa đường cũng ngừng lại, quang mang chấn động, một đạo to lớn hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ, giang giật mặt mũi tràn đầy đắng chắt nhìn qua hắc thanh niên nói, vô song đại ca, mấy năm không thấy, không nghĩ tới chúng ta dưới loại tình huống này gặp mặt. Vô song đại ca, nhanh chóng hướng huyền thần cung bay đi chiến đế bọn người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Chi này mẹ con em giống như hoàn toàn chính xác gọi chiến vô song giang giật thế mà để hắn vô song đại ca. Cái này hắc thanh niên liền là chiến vô song, hắn nhìn giang giật vài lần, sau đó lại nhìn xem toàn thành tàn thi, nhìn xem chiến đế cùng chiến ra các đại nhân vật, tựa hồ minh bạch cái gì, hắn cũng cười khổ nói ra, giang giật, ngươi là lẫn vào càng ngày càng tốt, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy, chiến ra cùng ngươi có cái gì ân oán để tình ta, việc này có thể hay không như vậy coi như thôi. a à vô số chiến gia con em nhãn tình sáng lên chiến đế mấy người cũng con người có chút co rụt lại đột nhiên hướng giang giật nhìn lại giang giật người này phát dồ giết chóc quả quyết nổi điên thiên vương lão tử đều không ngăn cản được chiến vô song một câu liền có thể ngăn cản hắn tiếp tục hành hung ha ha giang giật cười nhạt một tiếng nói một câu để toàn thành đều chấn kinh ngạc đã chiến ra là vô song đại ca bản tộc chuyện hôm nay liền là hiểu lầm vô song đại ca thật có lỗi ta là thật không biết việc này lão chiến a người cũng không nói sớm, người xem đại thủy vọt lên miếu Long Vương, người một nhà đánh người mình đi, dạng này lão chiến người mở điều kiện, ta đền bù các người một chút ra tổn thất, việc này làm cho không là có ý tốt. Toàn trường tĩnh nghịch, rất nhiều người nhao nhao lướt nhau, hai mặt nhìn nhau. Phía ngoài Doãn Đế kiếm Đế mấy người cũng một bộ ngu xuẩn biểu lộ, giang giật cái này, chờ mặt biến đổi quá nhanh đi mới vừa rồi còn truy sát đến chiến gia con em kêu trời trách đất, giết đến toàn thành núi thây biển máu bởi vì một người một câu, thoáng cái lão chiến đều quát lên, còn muốn cho chiến ra bồi thường. Chiến vô song đắng chát cười một tiếng, bất quá nội tâm ngược lại là cũng không có quá nhiều để ý, trong lòng hắn giang giật người huynh đệ này, so chiến ra cái này bản tộc hơi trọng yếu hơn. Giang giật có thể như thế cho hắn mặt mũi, hắn đã rất cảm kích. Đối với chiến gia hắn cũng không có tình cảm, thậm chí giống như giang giật cứng ngắc lấy muốn cùng chiến gia là địch, hắn cũng rất có thể cùng giang giật đứng tại trên một đường thẳng, cùng một chỗ đối kháng chiến gia ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía chiến đế nói, tộc trưởng, đã giang giật biết rõ sai, tự cho hắn một cái cơ hội đi, ta đại biểu chiến ra cùng hắn đi nói chuyện bồi thường công việc. Giang giật cũng nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói, đúng vậy a, à, lão chiến, người trẻ tuổi nha, ai có thể không đáng điểm sai ngươi lão tự cho cái cơ hội, chúng ta bắt tay giảng hòa vừa vặn rất tốt ta cam đoan để các ngươi ra hài lòng a, à, đều là bằng hữu đánh tới đánh lui tổn thương hòa khí. Trường 1133, cá chép cá vượt long môn, Chiến vô song cùng Giang giật kẻ sướng người họa, cho chiến đế cùng chiến ra một cái rất tốt bậc thăng hạ, giống như chiến đế còn không biết thuận sườn núi xuống lừa, vậy hắn liền là ngu mốc rồi. Đương nhiên chiến đế cũng không trở thành không cần mặt mũi, chỉ là hờ hững nhẹ gật đầu, một tên trưởng lão ngược lại là rất bá khí vung tay lên nói, chiến vô song, người đại diện toàn quyền gia tộc đi hiệp đàm việc này, giống như bồi thường không đúng chỗ, chúng ta chiến ra quyết không bỏ qua. Giang giật lạnh lùng thoáng nhìn mắt tới. Trưởng lão kia câu nói kế tiếp lập tức nói không được nữa, ngượng ngùng bĩu môi, Giang Giật lúc này mới cười nhạt một cái nói, chiến vô song, ngươi vào huyền thần cung tới đi, chúng ta nói chuyện. Suy suy, huyền thần cung bay tới, đen nhánh đại môn từ từ mở ra, chiến vô song bay vào huyền thần cung bên trong. Chiến đế bọn người nhãn tình sáng lên, có loại đi theo sông đi vào xúc động, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng không dám mạo hiểm hiểm, huyền thần cung bên trong cấm chế quá kinh khủng, một cái không tốt bị vây ở bên trong tựu mã lạc qua bích. Tốt, Lão chiến, hôm nào cùng uống trà, huyền thần cung đại môn quan bế, bốn phía không gian chấn động, một cái cửa đại không gian lỗ thủng xuất hiện, huyền thần cung biến mất giữa không chung, triệt để không thấy. Một trận đại chiến, một kiện đối với chiến gia con em tới nói không khác hảo kiếp đại hỏa sự tình, tại chiến vô song sau khi xuất hiện đột nhiên kết thúc, cái này kinh thiên đại chiến cũng hạ màn. Huyền đế thành nội khôi phục bình tĩnh, khắp nơi trở nên yên tĩnh, nhưng toàn thành tàn thi không trung bay là tả huyết vụ không một không đang nhắc nhở vừa rồi chiến sự thảm liệt. Thành nội rất nhiều đầu người vẫn là mộng, bị dọa đến nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, rất nhiều hai tử giờ phút này trong mắt đều là hoảng sợ, có lẽ cả đời này các nàng đều quên không được hôm nay, quên không được cái kia như ác ma thanh niên. Hồi thành, kiếm đế vung tay lên mang người rời đi, doãn đế nhìn qua giữa không chung sửng suốt một lát, cũng bất đắc dĩ dẫn người rời đi, hiên đế yên lặng rời đi, âm đế cũng mang theo trần ra người rời đi, Giang giật không cần bọn hắn làm cái gì, hắn thời khắc này thủ đoạn so âm đế càng thêm cường đại. Người xem mấy chục vạn lớn nhỏ gia tộc tộc nhân nhau nhau rời đi, náo nhiệt xem hết, giờ phút này ai còn dám tiếp tục dừng lại, sợ là muốn bị nổi giận chiến ra xé là mảnh vỡ. Rất nhiều mắt người mắt chỗ sâu đều là ngưng trọng, mặc dù hôm nay trận này khoáng thế đại chiến kết cục, Giang giật rời đi. Nhưng dùng Giang giật tính cách, về sau đông hoàng đại lục tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Chiến đế cũng sẽ không nuốt xuống một hơi này bác đế tả đế thú đế càng sẽ không ngồi chờ chết, sở dĩ bọn hắn khẳng định hội nghĩ trăm phương ngàn kế đánh giết Giang Giật, huyết chiến không thể tránh né, đại chiến còn tại phía sau. Giang Giật cũng không hề rời đi huyền đế thành quá xa, không bằng hắn phát hiện cái này huyền thần cung quá nghiêu, so độn thiên nhanh hơn, vẻn vẹn thời gian một nén nhang, huyền thần cung tự vượt ngang trăm vạn dặm lộ trình, ra phía đông một cái đại vực một tòa sơn mạch bên trong. Giang Giật ngừng lại, thả ra thần niệm dò xét phương viên trăm vạn lý, xác định phụ cận không có cường đại bán thần về sau lúc này mới ánh mắt nhìn về phía đối diện chiến vô song nói vô song đại ca ngươi không phải nói các người bản tộc không phải chiến ra sao vì sao ngươi lại biến thành chiến ra con em lần này thật hổ thẹn ta cũng không biết rõ ngươi cùng chiến ra có tầng quan hệ giang giật ngươi không cần áy náy chiến vô song khoát tay áo nói ngươi coi như đem chiến ra thật làm hỏng cũng không có gì ta đối chiến ra không có tình cảm ngược lại tới mấy năm có chút chán ghét loại này đại gia tộc ngươi lừa ta gạt rất nhiều chiến gia công tử đều muốn lộng chết ta đây, nếu không phải ta hai năm này một mực bế quan, điệu thấp làm việc, đoán chừng giờ phút này đều đã chết. còn như vì sao ta là chiến gia con em, cái này nói rất dài dòng a. chiến vô song khe khẽ thở dài giải thích. năm đó giang giật bàn giao, hắn tại đông hoàng đại lục thân phận bại lộ về sau, chiến vô song liền có thể lên đường. chiến vô song rất nghe lời, tại giang giật huyết tẩy vũ ra bốn vực lúc mới lên đường tại tiền vạn quán an bài xuống hắn bí mật đã tới Đông Hoàng Đại Lục. Chiến vô song một mực rất điệu thấp, bản thân hắn thực lực cũng không mạnh, sở dĩ mặc dù tại thần tứ bộ lạc cùng giang giật một mực tại cùng một chỗ, nhưng các đại gia tộc gần như không có tư liệu của hắn, một tiểu nhân vật cũng không ai chú ý, chiến vô song đã tới Đông Hoàng Đại Lục sau rất an toàn. Hắn bằng vào gia tộc lưu lại lệnh bài, một đường tìm kiếm bản tộc, tiền vạn quán cho hắn rất nhiều thiên thạch, hắn là trực tiếp truyền tống đi, trên đường đi ngược lại là không có gặp được nguy hiểm hao tốn mấy tháng hắn cũng tìm được bản tộc, bất quá bộ tộc này lại là chiến gia chi mạch. Chiến vô song ẩn giấu đi thân phận của mình, chỉ nói là lưu lạc bên ngoài con em, cũng chưa hề nói chính mình theo thiên tinh đại lục mà tới. Chi mạch bên trong không có hắn bất luận cái gì tư liệu, bản thân hắn cũng có được chiến gia huyết mạch, sở dĩ rất tự nhiên bị chiến gia chi mạch tiếp nạp. Chiến gia bản thân là đặc thù chủng tộc, huyền đế thành chiến đế lâu đài bên trong có một tòa chiến hồn trì, chi chiến gia đệ tử sau khi sinh đều có thể đến chiến hồn trì chi tẩy tủy dịch cân, kích phát huyết mạch. Chiến vô song bởi vì là bên ngoài trở về con em, sở dĩ cũng đã nhận được tư cách này. Lại không nghĩ rằng, vừa tiến vào chiến hồn trì, chi, chiến vô song tự đưa tới chiến hồn trì chi dị độc, thiên tư dị biến, đạt đến tuyệt đỉnh. Việc này kinh động đến chiến gia cao tầng cùng chiến đế, chiến vô song cũng bị lưu tại chiến đế lâu đài, ban cho hạch tâm con em thân phận, còn chiếm được một tòa đơn độc tòa thành. Tẩy tủy dịch cân, kích phát huyết mạch sau chiến vô song tựa như cá chép cá vượt long môn, giao long biến thành chân long, tu luyện tiến triển cực nhanh, bế quan hai năm thế mà đột phá bán thần. Nếu như không có giang giật việc này, sợ là chiến vô song cái tên này lợi mã muốn lan truyền thiên hạ, chiến vô song cũng sẽ trở thành chiến gia hậu tuyển thiếu tộc trưởng một trong. Ê, nghe xong chiến vô song giảng thuật, giang giật nở nụ cười khổ, vô song đại ca, nếu ngươi sớm một hai tháng đột phá liền tốt, ta cũng không trở thành cùng chiến gia náo thành dạng này cái này nháo trò, đoán chừng ngươi người thiếu tộc trưởng này cũng không còn hình bóng, ngươi cùng ta quan hệ, chiến đế tuyệt đối sẽ không đồng dạng ngươi trở thành thiếu tộc trưởng. Ha ha ha, chiến vô song cười to, trên mặt nhiều mấy phần tự tin, tựa hồ hồi phục năm đó cái kia tại linh thú sơn học viện chiến ra đại thiếu phong thái, hắn lắc đầu nói, giang giật, ngươi sai, coi như chiến đế để ta làm thiếu tộc trưởng ta cũng sẽ không làm. Siêu cấp trong gia tộc quá bẩn thỉu chiến thiên lôi rất nhiều lần đều muốn lộng chết ta, chiến ra những công tử kia bọn họ cũng đối với ta châm chọc khiêu khích, đủ kiểu khó xử, tự liên chiến ra bọn hạ nhân đều xem thường ta cái này chi mạch tới tạp trùng. Dạng này chiến ra muốn tới tác dụng gì, ta chiến vô song không thể chính mình sáng tạo một cái chiến ra chính mình làm tộc trưởng. Tốt, đây mới là ta biết vô song đại ca. Giang giật cười ha hả, lập tức nhớ tới cái gì hỏi, kia vô song đại ca, người trả về chiến ra sao nếu không liền theo ta đi. Không trở về, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ thông khoái chiến vô song rất khẳng định nói ra tiểu tử ngươi có thể a à, huyền thần cung đều đưa đến tay còn có ngươi thế mà có thể tại huyền đế thành nội đồ sát thực lực của ngươi chẳng lẽ lại đạt đến cửu tinh ngươi nhìn ta giống như vậy cửu tinh cường giả giang giật trợn trắng mắt nói ta bán thần còn không có đột phá đâu có thể chống đỡ chiến đế hoàn toàn là dựa vào cái này huyền thần cung việc này nói rất dài dòng quay đầu lại cùng ngươi nói đi Ừm, chiến vô song gật đầu nói đi cái nào nếu không hồi trở lại tội đảo đi ta mấy năm không có trở về cũng không biết Vân Phỉ thế nào. Đối giang giật, ta có hài tử, giờ phút này hẳn là có ba tuổi, là đối thủ con. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng, ta cũng làm thúc thúc. Giang giật đại hỉ, chân tâm thay chiến vô song cao hứng, cũng đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn đều thế mà làm thúc thúc. Hắn dừng một chút, lắc đầu nói còn không thể trở về, ta muốn đi một chuyến tuyết vực, đem như tuyết mang về. Các loại chờ như tuyết trở về, chúng ta liền lập tức hồi trở lại tội đảo, cũng không biết tiểu mập mạp phượng loan các nàng thế nào. chương 1134, hạo kiếp sắp tới. Lưu ly tháp giang giật đã tới tay, ngay tại chiến thiên lôi cổ thần nguyên trong nhẫn. Sở dĩ hắn cái gì đều không muốn làm, cũng không muốn đi lập tức tìm vũ ra báo thù, hắn chỉ muốn đi đem tô như tuyết cho mang về, sau đó đi tội đảo nghỉ ngơi thật tốt, lại bàn bạc kỹ hơn. Đúng rồi, giang giật đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người hướng nhà tranh đi đến tiện tay vung lên, nhà tranh mở ra, bên trong hai cái tuyệt sắc nữ tử đi ra, chiến thiên lôi đôi mắt sáng lên, lập tức vẻ mặt tươi cười, hướng giang giật chớp chớp mắt nói, hai vị này đều là đệ muội đi, các ngươi tốt, ta là chiến vô song, giang giật huynh đệ. Một câu đệ muội để doãn nhược băng cùng y thiền xấu hổ hận không thể tiến vào dưới mặt đất trong tầng băng, doãn nhược băng là đơn thuần ngượng ngùng, y thiền lại là vừa thẹn vừa giận, nhưng đây là giang giật huynh đệ, nàng cũng không tốt nổi giận, chỉ là trừng giang giật một chút. Giang giật cũng đầy mặt xấu hổ, sờ lên cái mũi, giải thích nói kia cái gì, đây là đệ muội doãn nhược băng, cái kia còn không phải. Phốc, doãn nhược băng nở nụ cười xinh đẹp hí ngược hướng y thiền nhìn lại, y thiền triệt để nổi giận, phun lửa đôi mắt nhìn chằm chằm giang giật nói, giang giật, người nói cái gì lời vô vị cái gì gọi là còn không phải. a à nha, sai, sai, giang giật tỉnh ngộ lại, liên thanh giải thích nói, khụ khụ, vô song, ta cùng y thiền tiểu thư là trong sạch. Tốt tốt, chớ giải thích, ta hiểu. Chiến vô song cười ha ha, y thiền dậm chân một cái quay người trở về nhà tranh, lạnh giọng nói ra, giang giật, đem ta truyền tống ra ngoài, bản tiểu thư muốn về nhà. Tốt ha, giang giật bất đắc dĩ thở dài nói, ta vừa vặn muốn đi tuyết vực một chuyến, thuận tiện đưa người trở về đi. Nói đến đây cái doãn nhược băng đôi mắt ảm đạm xuống tới, hiển nhiên nhớ tới doãn đế lời nói không hiểu thương cảm. Giang giật nhìn nàng một cái, bắt lấy tay của nàng nói, nhược băng, tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi doãn ra tiếp nhận chúng ta ta mang ngươi áo gấm về quê cũng sẽ để các ngươi doãn ra vì ngươi quyết định làm vinh doãn nhược băng trùng điệp gật đầu lập tức tò mò hỏi giang giật tình huống bên ngoài thế nào huyền thần cung bên trong an toàn sao an toàn giang giật tự tin nói ra huyền thần cung là thiên tinh giới an toàn nhất địa phương coi như tất cả bán thần đột kích cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm ngươi yên tâm ở bên trong đợi đi còn lại chớ để ý hết thảy có ta giang giật cũng không có cho doãn nhược băng giải thích chuyện bên ngoài dù sao doãn nhược băng là cửu đế con em của gia tộc hắn đánh giết chiến ra người là dựa vào huyền thần cung cũng không có gì đáng giá có thể khoe khoang hắn đôi mắt nhất chuyển quyết định nói sang chuyện khác tiện tay vung lên bầu trời cấm chế có chút rung động tất cả mọi người biến mất tại nguyên chỗ ra một cái xinh đẹp đại điện bên trong đây là cái nào a à nơi này thật xinh đẹp a à. doãn nhược băng bốn phía xem xét lực chú ý bỗng chốc bị nhẹ nhõm rời đi y thiền cũng bị truyền tống tới nhìn thấy bốn phía xinh đẹp cung điện lập tức đôi mắt sáng lên. Đại điện này quá xa hoa, bên trong khắp nơi đều treo bảo vật, tùy ý quét qua trên vách tường tựu mang theo mấy chục kiện khí tức hoảng sợ cổ khí, ngụy thần khí càng là đếm không hết. Giang giật cười giải thích nói, ha ha, đây là huyền đế các, huyền đế bảo tàng chỗ. Đại điện bên trong có mấy ngàn kiện trí bảo, các người coi trọng cái gì tùy ý cầm. Bên cạnh có mấy cái gian phòng, các người có thể riêng phần mình chọn một gian nghỉ ngơi tu luyện, ở chỗ này tu luyện nguyên khí là phía ngoài nghìn lần, mà lại bên trái cung điện nhỏ kia bên trong có ba bức thiên hỏa, kia là huyền đế thân bút vẽ, có được cường đại đạo vận, các ngươi có thể đi lĩnh hội, tăng thực lực lên. Mấy ngàn kiện, doãn nhược băng cùng y thiền hai mặt nhìn nhau, huyền thần cung mỗi lần ngàn năm xuất hiện một lần, vô số người vì 10 cái bảo vật liều sống liều chết. Giang giật ngược lại tốt trực tiếp một nồi đạp, toàn bộ đem tới tay. Chiến vô song hai mắt tỏa ánh sáng, bốn phía đi lại tìm kiếm thích hợp bảo vật, không có nửa điểm khách khí, thỉnh thoảng quay đầu chật chật nói ra đồ tốt a, à, đồ tốt, Giang giật ngươi là nhà giàu mới nổi a, à, những này trí bảo có thể bán bao nhiêu thiên thạch a, à. ha ha ha, Giang giật cười ha hả chiến vô song mặc dù trở thành bán thần, nhưng nói cho cùng giống như hắn đều là nông thôn đến, chưa thấy qua cái gì việc đời, đến giờ phút này còn muốn lấy thiên thạch, tốt, các ngươi riêng phần mình nghỉ ngươi tu luyện đi, ta trước khống chế huyền thần cung đi phật vực, Giang giật ngay tại chỗ ngồi xếp bằng dụng tâm khống chế huyền thần cung phi hành. Hắn đạt được lưu ly tháp, là một ngày đều ngồi không yên, hận không thể lập tức bay đến tuyết vực đi, đem tô như tuyết mang về, còn lại sự tình cái gì đều không đi nghĩ đến. Ông, huyền thần cung run lên biến mất ở giữa không trung, tiến vào vết nứt không gian bên trong bắt đầu độn thiên. Khắp nơi không gian thoáng cái khôi phục bình tĩnh, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Giang giật hoàn toàn biến mất, mấy ngày không có lộ mặt qua, toàn bộ đông hoàng đại lục lại là xôi trào, loại chuyện này truyền bá quá nhanh, lúc ấy người ở chỗ này cũng quá là nhiều, thoáng cái tự truyền ra. Toàn bộ đông hoàng đại lục lòng người bàng hoàng, giang giật cái này tội đảo gian thế, nhân tộc phản đồ, trở thành đông hoàng đại lục tất cả mọi người trên đầu một cái lưỡi dao, ai cũng không biết cái này lưỡi dao lần tiếp theo hội bổ về phía chỗ nào kế tiếp xui xẻo là ai. Vũ ra tà ra đồ ra, hay là... Giang giật hội mang đến tội đảo 13 gia tộc và vô tận biển sâu yêu tộc quy mô tiến công Đông Hoàng Đại Lục đem cửu đế gia tộc toàn bộ diệt trừ để Đông Hoàng Đại Lục sở hữu con dân trở thành hắn nô lệ. Đông Hoàng Đại Lục vô số trong thành trì, khắp nơi có thể nghe thấy Giang giật cái tên này, đương nhiên. Đồng phục đều là bêu danh, mọi người đem đối Giang giật e ngại cùng lo lắng toàn bộ chuyển hóa nhục mạ. Phản đồ, gian tế, ác ma, ma đầu, các loại danh hào đều hướng Giang giật trên thân bộ. Còn có rất nhiều người ngày đêm cầu nguyện, hy vọng huyền đế hiển linh phù hộ đông hoàng đại lục đánh giết giang giật ác ma này thật tình không biết giang giật chính là huyền đế lựa chọn người thừa kế bác đế tả đế thú đế con em của gia tộc cũng lòng người bàng hoàng phụ thuộc gia tộc tộc trưởng trong khoảng thời gian này càng là ăn không ngon ngủ không yên như ba nhà ngã bọn hắn đại thụ liền ngã bình thường bọn hắn lưng tựa cửu đế gia tộc rầm dĩ trương bạt hố, đắc tội rất nhiều gia tộc đến lúc đó trái ngược nhào liền là tộc phá người vong bác đế tả đế thú đế sau khi trở về ngược lại là điệu thấp không có lộ mặt qua, cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì. Nương theo lấy giang giật biến mất, đại lục tạm thời bình tĩnh trở lại, bất quá vô số người đều biết rõ đây là trước báo táp yên tĩnh, chân chính đại chiến có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi vào, đến lúc đó đông hoàng đại lục khẳng định hội long trời lở đất. Vẹn vẹn ba ngày tin tức tự truyền đến tội đảo, toàn bộ thần tứ bộ lạc sôi trào, 13 gia tộc cũng cảm giác mặt mũi sáng sủa, từ đầu ngạo hoàng phủ kỳ bọn người càng là xếp đặt buổi tiệc ba ngày ba đêm, đem thần tứ thành mở ra, để toàn thành chúc mừng Giang Giật đại thắng. Hơn 70 vạn năm, đây là tội đảo đối Đông Hoàng đại lục lớn nhất thắng lợi, mặc dù Giang Giật đã từng kém chút đem thần tứ đảo làm cho long trời lở đất, nhưng bất luận nói thế nào Giang Giật nữ nhân huynh đệ đều tại tội đảo, hắn là tội đảo người. Ha ha ha, bản tọa không nhìn lầm người, tiểu tử này quả nhiên đạt được huyền thần cung. Huyền Vũ Thành, ngao lưu mặt mũi tràn đầy vui mừng, ảnh hoàng cùng thiên thiên đứng ở bên cạnh cũng rất là kích động. Giang giật cùng vô tận biển sâu quan hệ mật thiết, hắn có thể huyên náo đông hoàng đại lục gà chó không yên, cũng làm cho vô tận biển sâu càng thêm an toàn, để yêu tộc sẽ không nhận đông hoàng đại lục uy hiếp, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá, Ngao Lư nhớ ra cái gì đó, trong con người hiện lên một tia lo âu, nặng nề thở dài nói, bản tọa năm đó rời đi huyền thần cung lúc, huyền đế nói một câu nói hắn nói huyền thần cung giống như xuất thế, cũng đại biểu thiên tinh giới hạo kiếp sắp tới, cũng không biết đến cùng là cái gì hạo kiếp có thể làm cho huyền đế đều như thế lo lắng hy vọng không muốn tai họa vô tận biển sâu yêu tộc A. chương 1135, Phật đế, bên ngoài như thế nào, giang giật bọn người hoàn toàn không biết, huyền thần cung một mực tải vết nứt không gian bên trong qua lại, chưa bao giờ hiển lộ ra đi. Giang giật ấn lên lần độn thiên thời gian cùng khoảng cách tính toán, ước chừng lấy đại khái muốn 7-8 ngày mới có thể đến Phật vực, sở dĩ cũng không có phá vỡ không gian ra ngoài dò xét. Cái này thời gian 7-8 ngày, Đông Hoàng Đại Lục địa phương còn lại rất là bình tĩnh, chỉ có Bắc Đế Thành Tà Đế Thành Thú Đế Thành hơi có chút động tĩnh, nhất là Bắc Đế trong thành ở lại con dân đại đa số đều di chuyển đi ra, vũ gia người già trẻ em cũng đều bí mật chuyển di, thành nội chỉ còn lại những cái kia không muốn đi ra tộc và con dân. Trước kia Bắc Đế Thành có mấy ngàn vạn người, cái này mấy ngày truyền tống trận không ngừng lấp lánh, liên tục không ngừng truyền tống, bốn tòa cửa thành cũng mở ra, đã đi hơn phân nửa người, còn lại không đến 500 vạn. Nghe nói đây là bác đế tự mình ra lệch, nếu không cũng sẽ không chuyển di đến nhanh như vậy. Đồng thời bác đế gia tộc cường giả bí mật đi lại, cũng không biết bác đế muốn làm gì. Dù sao mấy ngày nay vũ gia bốn vực lòng người bàng hoàng, giang giật cùng vũ gia cụ thể có cái gì ân oán, người bình thường không biết, nhưng giang giật năm đó đều huyết tẩy bốn vực, hắn cùng vũ gia thù hận căn bản là không có cách hóa giải, dùng giang giật tính cách cũng tuyệt đối sẽ hồi trở lại bác đế thành trả thù. Giang giật tạm thời còn không có thời gian đi phản ứng vũ gia, Hắn giờ phút này đã đến Phật vực. Phật vực phía nam một cái trên hoang dã, không gian kịch liệt chấn động, tiếp lấy một cái cửa đại không gian lỗ thủng xuất hiện, một tòa đen nhánh cung điện bắn ra, phía trên kia Huyền Đế cung ba chữ to, đem phía dưới ẩn núp một cái sơn phỉ quân đoàn dọa đến thân thể run lên. Cũng may rằng giật tựa hồ không tâm tư cùng những này sơn phỉ dây dưa, Huyền Đế cung run lên lại biến mất tại vết nứt không gian bên trong, một nén nhang sau lại lần nữa xuất hiện, rời khỏi khai nơi này trăm vạn lý phương Bắc hoang dã bên trong. Soạt, thời gian qua đi cửu thiên, huyền thần cung ra Phật vực, sự tình thoáng cái truyền khắp y ra bốn vực, vô số người cũng kinh nghi không thôi, giang giật không đi vũ ra bốn vực chạy tới y ra địa bàn làm gì chẳng lẽ lại hắn chuẩn bị đối y ra động thủ. Tin tức rất nhanh truyền đến Phật Đế Thành, khi biết huyền thần cung không ngừng thoáng hiện, phương hướng rõ ràng là hướng Phật Đế Thành độn thiên mà đến về sau, toàn thành càng là vỡ tổ. Rất nhiều lớn nhỏ gia tộc tộc trưởng lập tức bay đi Phật Sơn, ý đồ gặp mặt Phật Đế Phật Hoàng, thương nghị đối sách toàn bộ trở về, an tâm chớ vội, Giang giật chỉ là đi ngang qua mà thôi, đừng ngạc nhiên. Phật Hoàng không có gặp bọn họ, chỉ là nhàn nhạt truyền một câu ra, để toàn thành người có chút an tâm. Bất quá theo huyền đế cung càng ngày càng gần, thành nội mấy chục triệu người vẫn là lo lắng bất an. Vẹn vẹn nửa canh giờ, huyền thần cung lần nữa phá không mà ra, lần này trực tiếp ra Phật đế thành nam bên cạnh trăm dặm, Giang giật thần niệm quét qua. Lần này không có độn thiên trực tiếp khống chế huyền thần cung hướng Phật Đế Thành bay tới. Hiu hiu hiu, Phật Hoàng không có hạ lệnh mở ra thành nội vòng bảo hộ, sở dĩ thành nội rất nhiều người lo lắng bay lên giữa không trung, tùy thời chuẩn bị thoát đi, bọn hắn xa xa nhìn thấy một tòa màu đen cung điện khổng lồ phá không mà đến, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Xuy suy, huyền thần cung hóa thành một đạo hắc quang phóng tới, tại Phật đế thành Nam thành bên ngoài ngừng lại, không có bất kỳ cái gì cử động, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng, để thành nội con dân nội tâm càng thêm thấp thỏm. Vô sự không đăng tam bảo điện, cũng không biết Giang giật tới làm gì. Y tiểu thư, Phật đế thành đến, Giang giật tại huyền đế trong các mở mắt, truyền âm cho gian phòng bên trong đang cùng doãn nhược băng nói chuyện trời đất y thiền. Y thiền khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, lập tức đứng dậy cùng doãn nhược băng cười nói, nhược băng, ta đi về trước, chúc ngươi hết thảy bình an, hạnh phúc khoái hoạt. Nói xong y thiền theo giới chỉ lấy ra một khối quỷ vương mặt nạ đeo lên, lúc này mới đi ra ngoài hung tợn nhìn chằm chằm giang giật nói, giang giật, hào hào thiện đãi nhược băng muội muội nếu để nàng thụ nửa điểm ủy khuất ta tuyệt không buông tha ngươi sang giật nhếch miệng cười nói yên tâm đi nếu để nàng bị ủy khuất chính ta cũng sẽ không buông tha mình y thiền lúc này mới hướng doãn nhược băng nhìn thoáng qua âm thanh lạnh lùng nói đem ta truyền tống ra ngoài đi sang giật liền muốn khống chế cấm chế đem y thiền truyền tống ra ngoài lúc này đột nhiên một giọng già nua vang lên ở trong đại điện tiểu tử đến bên hồ ừ sang giật đôi mắt thoáng cái sáng lên lại là lão giả thần bí thanh âm y thiền thân thể mềm mại cũng run lên, hoảng sợ nói, ra ra. Ra ra, Giang giật đôi mắt co rụt lại, đầy mắt chấn kinh nói ra, hắn là ra ra ngươi. Hắn vì sao không phải ra ra của ta y thiền cũng kinh ngạc hỏi, ngươi gặp qua ra ra của ta. Không đúng, Giang giật gãi đầu một cái, hồ nghi nói ra, ra ra ngươi không phải hòa thượng sao nhưng này cái lão giả không phải hòa thượng a à mà lại hắn không ở tại Phật Sơn, mà là tại phía bắc vài trăm dặm một cái hồ nhỏ a à. Lần trước Giang giật gặp lão giả kia thế nhưng là có tóc, còn không có mặc cư sĩ phục, mặc một bộ phổ thông áo tơi, sở dĩ Giang giật cảm giác có chút không dám tin. Gia gia của ta liền ở tại thiền hồ A, y thiền trừng Giang giật một cái nói, ai nói cho người ta gia gia là hòa thượng gia gia của ta cảnh giới rất cao đâu, đã đến không câu nệ tại hình thức tình trạng, hắn 20 năm trước tự hoàn tục. Họa nhai bên trong, gia gia người chân dung cạo một người đầu chọc. Giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, họa nhai bên trong có Phật đế một bức tranh giống như, bất quá đây chẳng qua là một cái bóng lưng. Tăng thêm Phật Hoàng cũng là một cái đại quang đầu, mà cư sĩ phục, sở dĩ giang giật một mực không có liên tưởng đến nhau, giờ phút này mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lão giả thần bí nói để hắn vào họa nhai bên trong, ngày đó hắn đi họa nhai, Phật Hoàng cũng tự mình truyền lời để hắn đi vào, khi đó hắn còn tưởng rằng lão giả thần bí là y ra một vị cường giả, lại không nghĩ rằng lại là Phật đế doãn nhược băng cũng nói tiếp khẳng định nói ra không sai ta gặp qua phật đế thanh âm này đích thật là phật đế thanh âm đi năm đó lão giả thần bí cũng chính là phật đế nói không đến bán thần không hội kiến hắn hắn thế mà truyền lời để hắn tới hắn tự nhiên muốn lập tức chạy tới phật đế cũng đã gặp qua y phiêu phiêu còn có năm đó phật đế vì sao cứu hắn cùng rất nhiều rất nhiều nghi hoặc đoán chừng đều có thể đạt được đáp án giang giật vội vàng ngồi xếp bằng khống chế huyền thần cung hướng mặt phía bắc bay đi a à, huyền thần cung dừng lại một chút thoáng cái lại bay mất, để phía dưới rất nhiều người đầy mắt nghi hoặc, bất quá tên sát tinh này đã đi, kia là không còn gì tốt hơn. Hồ nhỏ rời đi Phật Sơn chỉ có mấy trăm dặm, huyền thần cung tốc độ vẻn vẹn thời gian một nén nhang tựu đã tới, bất quá tại phụ cận chuyển vài vòng, giang giật phát hiện phía dưới đều là quần Sơn bao la, cũng không nhìn thấy tòa kia hồ nhỏ. Ông, dãy núi bên trong đột một sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy một tòa hồ nhỏ xuất hiện, hồ nhỏ bên cạnh có một tòa nhà tranh, nhà tranh bên cạnh một tên mặc áo tơi lão giả tóc trắng lẳng lặng câu lấy ngư hắn cũng không có ngẩng đầu chỉ là nhàn nhạt nói một câu xuống đây đi đem tiểu thiền nhi cũng mang xuống tới xuống tới giang giật tại thời khắc này có chút trần chờ huyền thần cung là hắn chỗ dựa lớn nhất giống như hắn rời đi huyền thần cung phật đế có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn cũng có thể cướp đoạt huyền thần cung vạn nhất bác đế bọn hắn tại cái này mai phục hắn đem vạn kiếp bất phục phật đế dù nói thế nào đều là cửu đế một trong đồng khí liên chi a à đi, hắn trần chờ một lát, cắn răng mang theo y thiền truyền tống ra ngoài. Như Phật đế muốn hại hắn, hắn cũng nhận mệnh, năm đó không phải Phật đế cứu giúp hắn đã sớm chết, giờ phút này đem cái mạng này trả lại hắn cũng không sao. Trọng yếu nhất chính là, hắn quá muốn biết rõ y phiêu phiêu hạ lạc. chương 1136, không tại thiên tinh giới. Ông, huyền thần cung đại môn mở ra, hai thân ảnh bắn nhanh mà đến, giang giật thậm chí đều không dùng thần niệm dò xét, lựa chọn triệt để tin tưởng Phật đế. Tại hai người bay vụt mà xuống thời điểm, bầu trời sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy bốn phía dãy núi biến mất, cái này hồ nhỏ huyễn cảnh lần nữa mở ra. Giang giật tham kiến Phật đế, Giang giật trước tiên bay thấp mà xuống, rất khung kính kho mình hành lễ, y thiền thì bay đến Phật đế bên người, còn ngồi sổ người xuống, lấy xuống mặt nạ thân thiết kêu lên, ra ra. Ha ha, tiểu thiền, lần này ra ngoài chơi vui sao? Phật đế không để ý đến Giang giật, ngẩng đầu nhìn y thiền, đưa thay sờ sờ y thiền đầu cười nói, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, liền là kiêu ngạo điểm, anh hùng thiên hạ không thể khinh thường a. À. Hừ hừ, y thiền vỉnh lên cái mũi, có chút không phục nói ra, chiến thiên lôi cùng tà phi đều lớn hơn ta, còn như. Giang giật, hắn là vận khí tốt thôi, ha ha. Phật đế cười to đứng lên nói, kỳ thật vận khí là thực lực một phần, mà lại có thể được đến huyền đế tán thành, cái này cũng không đơn thuần là vận khí. Lại nói, thiên minh tông cái kia nữ oa oa cùng ngươi không tranh lệch nhiều ai nhân ra thế nhưng là thất tinh thực lực. Thiên minh tông, giang giật lông mày nhíu lại, cái tông phái này hắn còn là lần đầu tiên nghe qua, thiên minh tông có nữ tử cùng y thiền tuổi không sai biệt lắm, đều là thất tinh thực lực hắn làm sao chưa từng nghe nói. Y thiền trầm mặc, Phật đế cũng không tiếp tục nói, giang giật cũng không tốt hỏi nhiều, cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Phật đế lúc này mới quét mắt nhìn hắn một cái nói, giang giật, lúc đầu ngươi không đột phá bán thần, ta cũng không hội kiến ngươi, bất quá ngươi đã đạt được huyền đế truyền thừa kia đột phá bán thần cũng không phải việc khó ngươi cũng có tư cách biết rõ một ít chuyện ách giang giật nội tâm run lên ngừng thở đầy mắt cực nóng nhìn qua phật đế chờ đợi hắn giải hoặc phật đế vuốt vuốt râu bạc trắng nói người muốn hỏi cái gì có thể trả lời ta đều nói cho ngươi giang giật nghĩ nghĩ đầu tiên hỏi một nỗi nghi hoặc thật lâu vấn đề phật đế năm đó ngươi vì sao muốn cứu ta rất đơn giản phật đế mỉm cười giải thích nói bởi vì mẫu thân ngươi đối ta có đại ân người tại họa nhai bên trong nhìn qua của ta thiên họa đi liền là trận chiến kia mẫu thân ngươi đưa cho ta một chút chỉ điểm về sau để cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh đạt đến cửu tinh cái gì giang giật cùng y thiền đồng thời thân thể chấn động giang giật càng là đầy mắt không dám tin y phiêu phiêu một chút chỉ điểm liền có thể để cho người ta đột phá cửu tinh cái này sao có thể đến giang giật thực lực này hắn đã phi thường tinh tường một cái võ giả muốn đột phá bất kỳ người nào đều không giúp được chỉ có dựa vào chính mình cảm ngộ dung hợp đạo văn, mà đạo văn là căn bản không thể chỉ điểm. Y thiền thì kinh ngạc nhìn qua giang giật, nguyên bản nàng coi là giang giật là một cái nông thôn đến tiểu tử, lại không nghĩ rằng mẹ hắn thân lớn như vậy địa vị ngay cả mình sùng bái nhất ra ra đều đã từng nhận qua giang giật mẫu thân điểm hóa. Việc này nói ra các người có thể không tin tưởng, Phật đế ánh mắt trở nên xa xăm, hắn trầm tư một lát, khe khẽ thở dài nói, giang giật, không chỉ là ta, thế giới này nhận qua mẫu thân người đại ân người còn có rất nhiều, mà lại có hai cái thực lực cùng ta không kém bao nhiêu. Trên thực tế, người bước ra thiên tinh đại lục kia một ngày, chúng ta đều biết ngươi tồn tại, thậm chí ngươi tại phượng minh đại lục, phi mã đại lục, huyết giả hung hải, tội đảo, thiên hồ đại lục các loại chờ rất nhiều chuyện, chúng ta đều biết. Oanh, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang lóe sáng, giang giật triệt đề mộng, giờ khác này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, hắn một mực cảm giác có một cái bàn tay vô hình tại nắm giữ nhân sinh của mình, xem ra trực giác của hắn không sai, Phật đế còn có hai vị đại nhân vật một mực tại bí mật quan sát chính mình trưởng thành, thậm chí đang cố ý dẫn đạo chính mình. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đôi mắt lạnh lẽo hỏi, thiên ẩn tông thánh hậu liền là một người trong đó A à Tô như tuyết không phải các nàng vô ý mang đi, mà là cố ý A à ngươi để cho ta đi tuyết vực, việc này cũng là cố ý A. À. Không sai, Phật đế phi thường thẳng thắn gật đầu nói, kỳ thật. Tô như tuyết là ta để thánh hậu phái người mang đi, mục đích đúng là cho ngươi đi tuyết vực, bởi vì ta rất rõ ràng tính cách của ngươi giống như tô như tuyết không đi ngươi sẽ chết tại đông hoàng đại lục võ thương sẽ không bỏ qua ngươi vấn đề là giang giật ẩn tàng không ở nội tâm nổi giận vẫn nộ quát ta tại tuyết vực kém chút cũng đã chết mà lại thiên ẩn tông thánh hậu cố ý để cho ta một người đi hủy diệt ải nhân tộc còn để cho ta đi tranh đoạt lưu ly tháp các ngươi xác định là đang giúp ta mà không phải đang hại ta y thiền nhìn thấy giang giật có chút biểu tình dữ tợn còn có hai người nói chuyện bị hù dọa đại khí không dám phun ra. Thiên ẩn tông thánh hậu nàng nghe nói qua, nàng vạn vạn không nghĩ tới giang giật thế mà cùng nhiều như vậy đại nhân vật có hút mắc, trong này tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái hôm nay đại bí mật. Ha ha, Phật đế cười ha hả, dầu bạc trắng bay múa, khuôn mặt lại mặt mũi hiền lành như một cái nhà bên lão ra ra, hắn lắc đầu nói, giang giật. Ngươi không phải còn rất tốt còn sống sao tại ải nhân sơn thánh hậu cuối cùng không phải xuất thủ cứu ngươi sao đừng như vậy kích động, chúng ta thực sự không có hại ngươi chi tâm ha 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 giang giật giận quá mà cười nội tâm của hắn đều là nổi giận cũng mặc kệ phật đế không phật đế cười nhạo nói đúng vậy các ngươi không có hại ta chi tâm nhưng các ngươi trơ mắt nhìn ta từng bước một gặp nạn nhìn ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm mẫu thân cùng dư ôn nhìn ta không ngừng bị người đuổi giết thậm chí càng cố ý an bài thiết kế để cho ta đi hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành các ngươi điều khiển ta âm thầm đùa bỡn ta bài bố nhân sinh của ta ta muốn hỏi hỏi các ngươi nếu ta chết tại tội đảo các ngươi như thế nào cứu ta nếu ta chết tại Huyền Thần cung bên trong, các ngươi lại thế nào cứu ta nếu ta chết tại vô tận biển sâu đâu còn có? Mấy người các ngươi đại nhân vật, dạng này đùa ta cảm thấy rất có ý tứ các ngươi thật rảnh đến không chuyện làm sao? Giang giật, chúng ta vô tâm đùa ngươi, dạng này cũng là thật vì tốt cho ngươi. Luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch khổ tâm của chúng ta. Phật đế sắc mặt trang nghiêm, nghiêm mặt nói, giống như ngươi thật chết tại Huyền Thần cung, chết tại tội đảo, chết tại vô tận biển sâu, đó chính là ngươi mệnh theo ngươi đi ra thiên tinh đại lục vào cái ngày đó lên, vận mệnh của ngươi đã chú định, hoặc là ngươi thẳng tới mây xanh, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể vẫn lạc, ngươi không có lựa chọn nào khác. Cái này, y thiền thân thể mềm mại run lên, giờ khắc này không hiểu thay Giang Giật đau lòng, hắn đi ra thiên tinh đại lục lúc mới là mười mấy tuổi a à các vị trí tôn bá chủ khi đó liền bắt đầu trưởng khống vận mệnh của hắn chuyện này với hắn là cỡ nào tàn khốc a. À. Luôn có một ngày, lần nữa nghe được mấy chữ này, Giang Giật đôi mắt càng lạnh hơn mấy phần, hắn đùa cợt nói ra lại tới đây chiêu luôn có một ngày là bao lâu chẳng lẽ lại còn phải đợi 5 năm, chờ 10 năm các người mới có thể nói cho ta toàn bộ sự tình. Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, Phật đế cười khổ thở dài, mà là rất nhiều chuyện ta đều không phải là rất rõ ràng, thánh hậu kỳ thật không được đầy đủ hiểu, chỉ có một người biết rõ mọi chuyện cần thiết. Đã hắn không biết thân gặp ngươi, tự nhiên là thời cơ chưa tới, chúng ta cũng không tốt lắm miệng. Hắn, Giang giật ánh mắt chấp động, ngưng âm thanh hỏi, hắn liền là Dư Ôn a. À. Đúng thế. Phật đế nghĩ tới điều gì, cười nhạt nói, trên thực tế, các ngươi hẳn là đã gặp mặt, không bằng hắn không có biểu lộ thân phận mà thôi. Hắn năm đó là mẫu thân người cận vệ, biết rõ mẫu thân người tất cả mọi chuyện, chờ hắn lúc nào tới gặp ngươi, hết thảy đáp án đều sẽ để lộ. Ta duy nhất có thể nói cho ngươi chính là, mẫu thân người còn sống, bất quá. Không tại thiên tinh giới, chương 1137, Đại Phiền Toái. Không tại thiên tinh giới, Giang giật mộng, y thiền con mắt mở tròn vo, Câu nói này lực rung động phi thường lớn, Y Thiền thậm chí còn không biết thiên tinh giới bên ngoài là có tồn tại hay không tiên giới, Giang giật ngược lại là tại huyền đế nơi đó đạt được khẳng định đáp án. Mẫu thân làm sao lại không tại thiên tinh giới? Giang giật đầy trong đầu đều là kinh ngạc, không tại thiên tinh giới ý tứ Y Phiêu Phiêu chẳng lẽ cùng huyền đế đồng dạng phi thăng nhưng Y Phiêu Phiêu mới bao nhiêu lớn hắn 23 tuổi lúc Y Phiêu Phiêu tự trở về Đông Hoàng Đại Lục, khi đó cũng liền đầu 20 thôi chừng 20 thế mà có thể phi thăng đại sự như thế đại lục vì sao không có nửa điểm tin tức. Phật đế nhìn thấy Giang giật đầy mắt nghi hoặc, hắn lại cười khổ nói ra, ngươi đừng nhìn ta, rất nhiều chuyện ta cũng không phải rất rõ ràng, mà lại cũng không nhất định chuẩn xác. Ngươi trước hảo hảo tu luyện, chờ thời cơ đã đến, dư ôn tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Lại tới đây cái, Giang giật nhức cả trứng, loại này nói chuyện nói một nửa người căm ghét nhất, giống như không biết ngươi dứt khoát cái gì đều đừng nói, dạng này tình người nhớ thương, làm cho không trên không dưới. Chỉ là Phật đế không chịu nói, Giang giật cũng không có cách, hắn trầm mặc xuống, trong đầu nhanh chóng chuyển động, đem sự tình chỉnh lý một chút. Phật đế nhân vật như vậy sẽ không nói dối, như vậy mẹ hắn thân thật có thể không tại thiên tinh giới, nếu không hẳn là đã sớm ra gặp hắn. Sư ôn, Phật đế nói hắn gặp qua nhưng theo hắn mẫu thân đi tội đảo, còn có họa nhai bên trong bức họa kia lão giả kia, Giang giật xác định chưa từng gặp qua, còn có dư ôn cái tên này, hắn hỏi rất nhiều người đều chưa nghe nói qua, liền ảnh hoàng đều không có nghe nói sau. Sở dĩ dư ôn hẳn là một cái tên giả, lão giả kia có thể cũng dịch dung. Phật đế còn nói, dư ôn không có biểu lộ thân phận, câu nói này rất nội hàm. Mặt khác theo tư đồ ra chiến đấu trong không gian nhìn thấy một màn, dư ôn thực lực rất mạnh, Phật đế nói cùng hắn thực lực không kém nhiều, như vậy dư ôn tuyệt đối là bát tinh trở lên cường giả. Cứ như vậy, phạm vi tiểu rút nhỏ rất nhiều, dư ôn hoặc là cửu đế một trong, hoặc là liền là ẩn thế đại tông tông chủ. Giống như cái này suy đoán là chính xác, như vậy y phiêu phiêu thân phận càng thêm ý vị sâu xa, một cái tuổi trẻ nữ tử lại có được tám cửu tinh cường giả làm cận vệ nàng còn có thể chỉ điểm Phật đế giờ phút này lại không tại thiên tinh giới. Căn cứ dĩ vãng tin tức, y phiêu phiêu tính cách điều ngoa, trên thân bảo vật nhiều vô số kể, làm việc hào không kiêng sợ, giang giật tại thời khắc này ẩn ẩn có cái rất lớn mật phỏng đoán, hắn nuốt nước miếng một cái, trầm giọng hỏi, Phật đế, mẫu thân của ta đến từ thượng giới nàng không phải thiên tinh giới người. Phật đế tán thưởng nhìn Giang giật một chút, dừng một chút gật đầu nói, đã ngươi đoán được, ta cũng không gạt ngươi, mẫu thân ngươi hoàn toàn chính xác không phải thiên tinh giới người. Ách, Giang giật thần sắc không có quá đại biến hóa, ngược lại y thiền kinh hô một tiếng, miệng nhỏ thoáng cái mở ra, đều có thể nuốt đến tiếp theo cái trứng gà. Ngay tại vừa rồi nàng mới biết được Giang giật thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng mẫu thân nàng thế mà không phải phàm nhân, mà là tiên nữ trên trời. Có thể theo thượng giới hạ phàm, không phải tiên nữ là cái gì hô hô giang giật thở ra một hơi thật dài đạt được đáp án này hắn cũng không có nửa điểm mừng thầm ngược lại toàn thân đều là nặng nề y phiêu phiêu đến từ thượng giới nói một cách khác nàng có kinh thiên bối cảnh cùng thủ đoạn huyền đế đều nói muốn trở về rất khó y phiêu phiêu lại có thể tùy ý ra vào thiên tinh giới một cái nhân vật như vậy lại bị bách vứt bỏ chính mình gào khóc đòi ăn nhi tử đến cùng gặp cái gì sự thình có dạng gì ẩn tình mới có thể để một cái mẫu thân vứt bỏ con của mình y phiêu phiêu tại tinh vẫn đảo lưu lại hình ảnh cũng đã nói nàng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, có thể làm cho một cái như thế thông thiên nhân vật đều vì khó khăn nỗi khổ tâm, vấn đề này hiển nhiên phi thường lớn đầu. Còn có tiểu nô, tiểu nô trùng tộc thần kỳ như thế, thực lực như thế biến thái, vẻn vẹn mấy năm chỉ là tu luyện mặc vũ thần công, nàng nhưng từ một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Giang giật giờ khắc này đột nhiên phi thường hoài nghi Giang Tiểu Nô có phải hay không cũng là đến từ thượng giới nếu không ảnh hoàng dùng ảnh hoàng tình báo, vì sao không có phát hiện mặc vũ tộc tồn tại. Ngươi nếu là không có cách nào tu luyện, tự an nhàn chỗ tại thiên võ thành bên trong qua hết cả đời này, biết rõ quá nhiều con sẽ để cho ngươi trôi qua càng thêm không vui. Xin tha thứ mẫu thân, ta cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt ngươi, mẫu thân cũng rất không muốn rời đi ngươi, vứt bỏ ngươi, mẫu thân là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Hai tử, không muốn ý đồ đi tìm mẫu thân, cũng không cần đi nghe ngóng mẫu thân đi nơi nào, bởi vì coi như phụ thân ngươi cũng không biết ta đến chi phương nào. Y phiêu phiêu lưu lại mấy câu vang lên tại giang giật trong đầu, hắn giờ khắc này cũng minh bạch những lời này tầng sâu hàm nghĩa, hiểu hơn vì sao Y phiêu phiêu không có cái gì lưu lại cho mình. Bởi vì nàng gặp đại phiền toái, một cái liền có được kinh thiên bối cảnh cùng thực lực nàng đều không cách nào giải quyết đại phiền toái. Cho nên nàng ngụy trang thành chết đi, cũng không có cho giang giật lưu lại bất luận cái gì bảo vật, liền là muốn cho hắn không buồn không lo tại thiên tinh đại lục qua hết cả đời này, một người biết rõ càng nhiều, qua hội càng không vui nàng trước khi đi cho thủy u lan lưu lại lời nói giống như giang giật không thể giải khai trong đan điền phong ấn không cách nào tu luyện không cách nào dựa vào chính mình năng lực đi đến tinh vẫn đảo giang giật thậm chí cũng không có tư cách biết rõ nàng sống hay chết cũng không nhìn thấy kia một đoạn hình ảnh mà tại đông hoàng đại lục nàng hiển nhiên cũng có bố trí phật đế nói hắn vừa ra đông hoàng đại lục bọn hắn liền biết nhưng không ai giúp hắn mục đích không cần nói cũng biết giống như giang giật không thể dựa vào chính mình cố gắng sống sót đi tới, không thể đột phá, không thể đạt tới thực lực, đoán chừng liền biết rõ bí mật cơ hội đều không có. Bởi vì không có thực lực, hắn biết rõ sự tình chân tướng sẽ chỉ tăng thêm phiền não cùng áp lực, sẽ chỉ càng thêm thống khổ, cả một đời đều tại dày vò cùng ái náy bên trong vượt qua. Giờ khắc này, Giang giật có chút mình bạch Phật đế dư ôn thánh hậu ý nghĩ, bọn hắn trưởng khống nhân sinh của mình, an bài bố trí trùng điệp, nhưng thật ra là tại ma luyện chính mình. Để cho mình không ngừng mạnh lên, trở nên mạnh hơn, cuối cùng tự mình đi tìm kiếm y phiêu phiêu, đi giúp nàng giải quyết cái kia đại phiền toái. Đại phiền toái, Giang giật bỗng nhiên cảm giác hai bờ vai có hai tòa đại sơn đè xuống, để hắn hít thở không thông. Nội tâm của hắn không còn nổi giận, ngược lại một mặt bình tĩnh, hắn cũng không muốn hỏi nhiều lắm. Giờ phút này biết rõ một chút sự tình, đều để hắn cảm giác áp lực tăng gấp bội. Một người không có năng lực, lại biết có quá nhiều chuyện, quả nhiên không phải chuyện tốt. Hắn trầm mặc trọn vẹn hai nén hương thời gian, sau đó không hề nói gì, rất cung kính cho Phật đế Cúc ba cung, thân thể đằng không mà lên, hướng không trung huyền thần cung bay đi. Ra ra, Giang giật nhìn qua Giang giật dứt khoát bóng lưng, nhìn qua hắn có chút huấn lượn thân eo, cảm nhận được nội tâm của hắn nặng nề, không nhịn được đau lòng hướng Phật đế nhìn lại. Để hắn đi thôi, Phật đế phất phất tay, tiếp tục tỏa hạ nhắm mắt thả câu, trên không huyền thần cung rất nhanh quang mang chấn động, vọt vào vết nứt không gian bên trong biến mất không thấy. Y thiền nhìn huyền thần cung rời đi, nhìn xem Phật đế hoàn toàn không để ý tới, dậm chân một cái vội la lên, ra ra, các người cũng không giúp một chút hắn, giang giật thật đáng thương. Chúng ta không giúp được hắn, Phật đế mở to mắt, nặng nề thở dài, hắn đã đi ra thiên tinh đại lục, đã lựa chọn tìm kiếm mẹ hắn thân con đường này, vậy thì phải dựa vào hắn chính mình đi xuống. Vẫn là câu nói kia, mệnh của hắn đã sớm chú định, hoặc là thẳng tới mây xanh, hoặc là vĩnh viễn trầm luân. Tiểu thiên, Đông Hoàng Đại Lục không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, rất nhiều chuyện chúng ta cũng bất lực. chương 1138, sát tinh trở về. Giang giật, người thế nào? Doãn nhược băng phát hiện giang giật sau khi trở về, cả người đều không đúng, cảm giác theo thân thể đến linh hồn đều có một cỗ nặng nề khí tức, sắc mặt đều tái nhật rất nhiều, đôi mắt ảm đạm tối tăm, tựa như đã mất đi hồn phách. Không có việc gì, giang giật miễn cưỡng cười một tiếng, đưa tay đem doãn nhược băng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, ta trước kia không phải nói cho người ta mẫu thân sự tình sao ta mới biết được mẫu thân căn bản không tại thiên tinh giới, mà lại nàng hẳn là gặp một chút phiền toái, sở dĩ ta như muốn tìm đến nàng, trợ giúp nàng, chỉ có cùng huyền đế đồng dạng phá toái hư không, phi thăng đi thần giới tiên giới. Giang giật trước kia một mực thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, một thân một mình tiếp nhận, nhưng lần này lại ngoại lệ. Có lẽ là áp lực này quá tốt đẹp lớn, để hắn một người đều có chút chịu không được, hắn muốn tìm người kể rõ, dạng này mới sẽ không bị áp lực tươi sống đẻ sập. Không tại thiên tinh giới phi thăng thần giới, tiên giới. Doãn nhược băng một đôi mắt đẹp co rụt lại bị hù dọa, giang giật trước kia đã nói với hắn hắn khi còn bé sự tình, nàng cũng phi thường tinh tường giang giật đến cỡ nào muốn tìm đến mẫu thân nàng, lại không nghĩ rằng mẫu thân nàng thế mà không tại thiên tinh giới giang giật còn muốn đạt tới năm đó huyền đế thực lực mới có thể đi tìm kiếm nàng. Giống như việc này không phải giang giật nói, doãn nhược băng khẳng định khịt mũi coi thường, cho rằng là thiên phương dạ đàm. Bất quá đối với thần giới tiên giới sự tình, nàng làm cửu đế gia tộc tử đệ vẫn còn là tin tưởng, huyền đế phi thăng sự tình các gia tộc ghi chép rất tin tưởng. Vấn đề là, phi thăng dễ dàng sao? Thiên tinh giới có kỷ nguyên bắt đầu hơn 100 vạn năm, lại chỉ là ra một cái huyền đế, đại lục có bao nhiêu người mỗi một thời đại có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài cửu đế gia tộc cái này hơn 70 vạn năm qua ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song con em nhưng cuối cùng ai phi thăng? Không có một cái đều không có. Sở dĩ Giang Giật có thể phi thăng tỷ lệ gần như là không, nói cách khác hắn cái này đều có thể không gặp được mẹ hắn hôn. Một người biết rõ chính mình mẫu thân còn sống, mong nhớ ngày đêm nhiều năm cuối cùng lại không cách nào gặp nhau, doãn nhược băng phi thường lý giải Giang Giật tâm tình, cũng thay tâm hắn đau. Nàng ôm chặt Giang Giật, nhẹ giọng nói ra, Giang Giật, đừng nóng vội. Thế giới này có loại đồ vật gọi kỳ thích, bản thân ngươi liền là kỳ thích tồn tại, đông hoàng đại lục hơn 70 vạn năm trong lịch sử, ai có thể huyết tẩy vũ ra bốn vực ai có thể công kích huyền đế thành ai có thể đạt được huyền thần cung ngươi có được huyền thần cung huyền thần đao huyền thần khải ngươi tự có được vô hạn có thể mà lại ngươi còn có ta ta hội một mực bồi tiếp ngươi cùng đi tìm kiếm mẫu thân ngươi đừng nói tiên giới thần giới coi như minh giới chúng ta đều cùng một chỗ sông ừm người ấy lời nói như thơ mùi thơm như lan nhu tình như nước giang giật có chút tinh thần xa suốt nội tâm có chút chấn phấn một chút hắn trùng điệp gật đầu nhẹ nhàng ôm lấy doãn nhược băng ngồi huyền đế cung hắn đã nắm giữ một chút quyết khiếu, chỉ cần thẳng tắp độn thiên, hầu như không cần làm sao khống chế, dù sao tuyết vực tại nhất phương Bắc, còn có mấy ngày lộ trình, hai người không cần phải nhiều lời nữa ôm nhau mà ngồi, hưởng thụ lấy lẫn nhau nồng đậm yêu thương. Chiến vô song bế quan đi, hắn vừa mới đột phá bán thần, cần vững chắc cảnh giới, hắn đã hạ quyết tâm không trở về chiến gia, liền chờ giang giật đem tô như tuyết tiếp trở về, cùng một chỗ hồi trở lại tội đảo. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua, huyền thần cung độn thiên tiến lên, vẻn vẹn hai ngày tựu đã tới tuyết vực. Bất quá tuyết vực không gian rất vững chắc, huyền thần cung độn thiên tốc độ trở nên chậm, đến đằng sau giang giật dứt khoát khống chế huyền thần cung theo vết nứt không gian bên trong bay ra ngoài, một đường hướng thánh sơn bay đi. Tuyết vực bán thần rất nhiều, bất quá tám cửu tinh cường giả rất ít, có thánh hậu chịu uy giang giật tại tuyết vực vô cùng an toàn, hắn cũng không sợ hãi, cứ như vậy nghênh ngang hướng phương bắc bay đi. Trong khoảng thời gian này tuyết vực rất bình tĩnh, thánh hậu một trưởng kia đem tuyết vực đại tông đại tộc đều cho đập choáng váng ai dám dám nháo sự tựu liền đến băng hải bên trong săn giết băng thú võ giả đều ít một chút đương nhiên huyền thần cung dạng này nghênh ngang bay qua vẫn là gây nên vô số người chấn kinh nhất là huyền đế cung ba chữ to quá dọa người tin tức thoáng cái truyền ra chỉ là rất nhiều đại tông đều không nhúc nhích giang giật đại náo huyền đế thành sự tình sớm đã bị tuyết vực gian tế truyền trở về những cái kia đại tông phái đều nhận được tin tức chỉ có tiểu chủng tộc tiểu tông phái không biết nội tình thế giới này luôn có như vậy một số người thích bí quá hóa liều. Huyền thần cung dụ hoặc quá lớn, vẻn vẹn một ngày tiểu có một cái tiểu tộc kiềm chế không được, mười mấy tên thiên quân đỉnh phong gào thét mà đến, chuẩn bị chặn đường huyền thần cung, cướp đoạt cái này huyền đế năm đó còn sót lại trí bảo. Kết quả rất khốc liệt, tất cả mọi người bị giết, giang giật nội tâm kìm nén hỏa chính không có địa phương phát tiết, có người đưa đồ ăn tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Cái này một giết ngược lại sự tình huyên náo lớn hơn, Tại Giang Giật tiến vào Tuyết Phực thứ năm ngày sau, mười mấy cái tiểu tộc gần vạn thiên quân liên hợp lại tại một cái bán thần dẫn đầu hạ trùng trùng điệp điệp đem huyền thần cung bao bọc vây quanh. Cút, Giang Giật quát khẽ một tiếng. Nhiều cường giả như vậy, hắn không có ý tứ giết. Tuyết Phực nói thế nào đều là thánh hậu địa bàn, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật. Công kích, kia bán thần hiển nhiên không có nghe được Giang Giật thanh âm, hắn rất bá khí vung tay lên nói, người ở bên trong nghe, không muốn chết giao ra cái cung miệng này, nếu không giết chết bất luận tội ông huyền thần cung bên trên thiên địa nguyên khí hội tụ một cái bóng mở ngưng tụ mà ra giang giật lặng lẽ liếc nhìn bốn phía lít nha lít nhít đám người phẫn nộ quát chỉ bằng các ngươi còn muốn đoạt huyền thần cung mười hơi thời gian biến mất tại ta trong tầm mắt nếu không giết chết bất luận tội giang giật vô số mắt người mắt co rụt lại mặc dù giang giật trước kia thường xuyên lợi dụng huyễn ảnh thần thông biến hóa ngoại hình nhưng hắn chân thực chân dung rất nhiều tiểu tộc đều có giờ phút này toàn bộ dọa mộng vị này chính là sát tinh a Tuyết vực năm đó bị hắn giết đến máu chảy thành sông, thiên hôn địa ám, rất hơn nửa thần đều bị giết chết, dám chọc hắn đây không phải tự tìm đường chết sao. Hiu hiu hiu, tất cả mọi người không có chút gì do dự, bằng nhanh nhất tốc độ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, vị kia bán thần cũng bị hù dọa, liên tục chắp tay nói, nguyên lai là gian ra, đắc tội, lui. Vù vù, gần vạn người hóa thành chim thú tản ra, vẻn vẹn không đến năm hơi thời gian bỏ chạy không còn một mống huyền thần cung quang mang chấn động tiếp tục hướng phương Bắc phi hành, lần này không có bất kỳ người nào ngăn trở, Giang Giật Tứ không kiêng sợ hướng phương Bắc bay đi, đoán chừng tối đa cũng tự một hai ngày liền có thể đến Thánh Sơn, tiến vào Thiên Ẩn Tông. Ông, Thiên Ma Sơn trên không lơ lửng một tòa cung điện đột nhiên đại môn mở ra, một người mặc quần màu đen, dáng người dị thường thịnh vượng nữ tử vọt ra, nàng si ngốc nhìn qua phương Bắc, trong mắt nước mắt trượt xuống, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ra, người rốt cục trở về. Ai, Thiên Ma cung bên trong một đạo bóng người bắn ra, đứng tại Ma Yêu Nhi bên người, nặng nề thở dài: "Thiên, ngươi vẫn là không cách nào quên hắn sao hắn hồi trở lại tuyết vực tới, nhưng không có đến Thiên Ma Sơn, có lẽ hắn đã sớm quên ngươi." "Không, hắn sẽ không quên ta." Ma Yêu Nhi trong mắt nước mắt chảy càng phát mãnh liệt, nàng liều mạng lắc đầu nói: "Ta hiểu rõ hắn, hắn đối ta còn là có cảm tình." Đã như vậy, Ma Thần dừng một chút, hướng phương Bắc đưa tay nói: "Vậy ngươi liền đi tìm hắn đi." giống như tiểu tử kia dám phụ ngươi, phụ hoàng liều mạng cũng phải giúp ngươi lấy lại công đạo. chương 1139, Phủ Độc, Thánh Sơn phía Nam, một đạo hắc quang vạch phá bầu trời mà đến, kinh động đến bên trong ngọn Thánh Sơn mười mấy tên thiên ẩn tông đệ tử, bất quá những người này đều không có kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức, biết rõ giang giật muốn tới. Ông, truyền tống trận tại thời khắc này phát sáng lên, ngũ trưởng lão mang theo gần trăm người truyền tống ra, trong đó bán thần thình lình tựu có bốn năm cái, toàn bộ mặt mũi tràn đầy kích động, nhất là ngũ trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy phức tạp cùng thổn thức. Huyền thần cung dừng lại tại Thánh Sơn phía nam, đại môn mở ra giang giật một người bắn ra, sau đó trong tay hắn sáng lên một đạo bạch quang, kết mấy cái thủ ấn huyền thần cung nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay bị hắn thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn. Ừ, một chút thiên ẩn tông đệ tử cùng trưởng lão đôi mắt sáng lên, nhìn chăm chăm huyền thần cung mặt mũi tràn đầy cực nóng, mặc dù các nàng cũng không có cướp đoạt chi tâm, nhưng đây chính là thiên tinh giới đệ nhất trí bảo, bên trong còn có hai kiện thần khí đâu. Hưu, Giang giật không có nửa điểm trần chờ hắn giúp thiên ẩn tông mang về lưu ly tháp, mẹ hắn thân còn đối thánh hậu có đại ân, thiên ẩn tông quả quyết sẽ không làm khó hắn. Hắn đoán được cũng không sai, ngũ trưởng lão bọn người không chỉ có không dám làm khó hắn, ngược lại tại hắn bay tới về sau, toàn bộ một gối quỷ xuống quát khẽ tham kiến công tử. Công tử, Giang giật khẽ giật mình, lập tức đôi mắt lạnh xuống năm đó thiên ẩn tông thế nhưng là buộc hắn một người đi đối phó ải nhân tộc a cái này cúi đầu để hắn toàn thân không thoải mái hắn khoát tay áo nói đều đứng lên đi ta không chịu nổi dẫn ta đi gặp thánh hậu ngũ trưởng lão bọn người lướt nhau đều cười khổ không thôi bất quá ngược lại là cũng không nói cái gì mang theo giang giật tiến vào truyền tống trận một đạo bạch quang hiện lên giang giật lần nữa đi tới cái kia xuân về hoa nở xinh đẹp thế ngoại đào nguyên thiên ẩn tông trụ sở công tử mời thánh hậu một mực chờ đợi ngươi Ngũ trưởng lão trước tiên tại phía trước dẫn đường, giang giật trầm mặc đuổi theo, thần thức quét qua không có phát hiện tô như tuyết, hắn đi vài bước ngừng lại nói, như tuyết đâu. Như tuyết cùng thánh hậu cùng một chỗ, ngũ trưởng lão giải thích một câu, giang giật lúc này mới đi theo tiến vào trước kia thánh hậu ở lại lầu các, đồng dạng thánh hậu không có tại trong lầu các, ngũ trưởng lão mang theo đi hậu hoa viên. Như tuyết, vừa tiến vào hậu hoa viên giang giật ánh mắt tự bị một cái lạnh lùng như tuyết nữ tử hấp dẫn, so sánh doãn nhược băng cùng y thiền lạnh như tuyết là thật lạnh, nàng thần sắc cùng linh hồn đều lạnh nhược băng xuyên, đứng tại thánh hậu bên người tựa như một tòa băng điêu. Tô như tuyết nghe được giang giật tiếng kinh hô ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt, lập tức rất nhanh cúi đầu, không nhìn nữa giang giật. Thánh hậu bộ dáng giống như lúc đầu không có gì cải biến, nàng lười biếng nằm nghiêng tại cái đỉnh giường nằm bên trên, cười nhìn qua giang giật, cũng không nói chuyện. Các loại chờ giang giật đi tới, thánh hậu đưa tay ra hiệu ngũ trưởng lão bọn người xuống dưới, nàng vẫn là không có đứng dậy, chỉ là mỉm cười nhìn qua Giang Giật nói, Giang Giật, chúc mừng ngươi đạt được huyền đế truyền thừa, giống như mẫu thân ngươi biết rõ, nàng khẳng định sẽ rất vui mừng. Thánh hậu nâng lên y phiêu phiêu, Giang Giật lần này nội tâm cũng không có gợn sóng quá lớn, thậm chí hắn đều không muốn hỏi thánh hậu liên quan tới y phiêu phiêu sự tình. Ánh mắt của hắn khóa chặt tô như tuyết, trong tay giới chỉ sáng lên một tòa xinh đẹp bảo tháp xuất hiện, hắn đem lưu ly li tháp để lên bàn, lúc này mới nhìn qua thánh hậu nói, đồ vật ta mang đến, ngươi chừng nào thì giúp như tuyết khôi phục ký ức, giải trừ tẩy hồn trị ỉ lại. Lưu ly tháp hơn 70 vạn năm, thánh hậu không để ý đến giang giật, ánh mắt nhìn về phía lưu ly tháp, thân thể ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy cảm khái thở dài, ta tông thánh vật rốt cuộc trở về, bản hậu cho dù chết cũng có thể cùng lịch đại tông chủ có bản giao. Nói thánh hậu trong mắt hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng ôm lưu ly tháp kinh ngạc nhìn thật lâu mới thu vào, ánh mắt nhìn về phía giang giật nói, giang giật, như tuyết đối với tẩy hồn chị ỉ lại, sớm tại ngươi đạt được huyền thần cung kia liền giúp nàng giải trừ, nàng là thân tự do, ngươi tùy thời có thể dùng mang đi. Bất quá rất xin lỗi, trí nhớ của nàng bản hậu không cách nào khôi phục. Cái gì, Giang giật đôi mắt thoáng cái lạnh xuống, tựa như một cái nổi giận tiểu sư tử, lông bầm dựng thẳng lên, hắn lãnh mâu tại tô như tuyết trên thân quét qua, lập tức nhìn chằm chằm thánh hậu cắn răng từng bước từng bước chữ nói ra, thánh hậu, ngươi lại nghĩ đùa nghịch ta chơi ta đã lâu như vậy, còn muốn đùa phật đế đem rất nhiều chuyện đều nói cho ta biết dạng này không có ý nghĩa thật có lỗi thánh hậu mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra lần này thật không phải đùa ngươi không tin ngươi có thể đem như tuyết mang đến cho khác bán thần cho ngao lư đi xem một chút trong linh hồn của hắn có một ít rất kỳ lạ độc vật bản hậu nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng bất lực ngươi xác định không có gà ta giang giật trên thân khí thế dâng lên rất có một lời không hợp liền muốn cùng thánh hậu đại chiến xu thế hắn là thật nổi giận biết rõ người yêu của mình đang ở trước mắt, hắn lại chỉ có thể nhìn như vậy, không thể nhận nhau, loại cảm giác này để hắn lần trước thiếu chút nữa nổi điên. Hắn tốn sức thiên tân vạn khổ, hủy diệt ải nhân tộc, cầm lại lưu ly li tháp, thánh hậu lại nói tôi như tuyết ký ức không cách nào khôi phục ngươi nói hắn làm sao không giận nếu không phải thánh hậu đã từng đã cứu hắn, giờ phút này hắn đoán chừng đều muốn bạo khởi giết người. Lần này thật không có lừa ngươi, ta có thể đối thần linh phát thệ. Thánh hậu khe khẽ thở dài nói, kỳ thật trước đó ta cũng là không biết, thẳng đến ngươi đạt được huyền thần cung, bản hậu chuẩn bị cho như tuyết khôi phục ký ức, giải trừ tẩy hồn chỉ ỉ lại, lúc này mới phát hiện linh hồn nàng bên trong có một cố kỳ lạ năng lượng, đây là một loại tương đối tà độc độc vật. Chính ngươi cũng có thể dò xét, độc này vật gọi là phù độc, người đi tìm ngao lư có lẽ những người còn lại hỏi một chút, phù này độc là ai ra đặc hữu độc vật, liền biết ta nói không giả. Phù độc, Giang giật thần thức lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng tô như tuyết linh hồn bên trong giò xét mà đi, nhưng giò xét ba bốn khắp nơi đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế cảm ứng, lúc này mới phát hiện một tia cực kỳ yếu ớt năng lượng, cái kia năng lượng tiềm phục tại tô như tuyết linh hồn mỗi một chỗ, tựa hồ cùng nàng linh hồn dung hợp lại cùng nhau, muốn khu trừ hoàn toàn chính xác phi thường khó khăn, một cái không tốt tô như tuyết liền sẽ linh hồn sụp đổ. Hắn mở to mắt, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói ra cái này là ai ra đặc thù độc vật. Thánh hậu đi tới, khẽ vuốt tô như tuyết mái tóc thở dài, phù độc rất nổi danh, bình thường gia tộc tộc trưởng hẳn là đều nghe nói qua, đây là thiên minh tông đặc hữu độc vật. Thiên minh tông, đây là giang giật lần thứ hai nghe được cái tên này, lần trước Phật đế nói ra một lần, trên mặt hắn lộ ra một tia hoài nghi, nói thánh hậu. Người không phải là đang đùa ta đi tô như tuyết theo thiên tinh đại lục truyền tống mà đến về sau, một mực tại vũ ra, đằng sau tự bị các ngươi mang đi nàng bị cơ thính vũ nhốt như thế nào lại đi trêu chọc thiên minh tông mà lại thiên minh tông ta đều chưa từng nghe nói điệu thấp như vậy tông phái làm sao lại không có việc gì trừ độc hại như tuyết ha ha thánh hậu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng giang giật đối nàng không tín nhiệm đây cũng là chuyện không có cách nào khác nàng cũng không trách giang giật ánh mắt nhìn về phía phía tây nam nói thiên minh tông ngươi không biết ngươi hẳn nghe nói qua thập đại ẩn thế đại tông a à chúng ta thiên ẩn tông xếp hạng thứ hai xếp hạng thứ nhất liền là thiên minh tông rất không khéo, thế hệ này bác hoàng thê tử, cũng chính là vũ nghịch mẫu thân, liền là thiên minh tông thánh nữ. Người có thể tùy ý tìm tội đảo người tìm hiểu thoáng cái, liền sẽ biết rõ ta nói không giả. ấy thánh hậu nói có bài bản hẳn hoi, xem thần sắc lần này cũng hẳn là không phải gạt hắn, giang giật nội tâm nộ khí có chút đẻ ép xuống, hắn lãnh mâu ngưng âm thanh nói ra, phù độc chưa trừ diệt. Như tuyết có phải hay không vĩnh viễn không cách nào khôi phục ký ức còn có phù độc có thể hay không ảnh hưởng như tuyết linh hồn. Phù độc chưa trừ diệt, ai cũng không dám làm loạn, đương nhiên người có thể tìm Ngao Lư đi thử xem, có lẽ hắn có biện pháp. Thánh hậu rất nghiêm túc nói ra, còn như phù độc có thể hay không ảnh hưởng nha đầu này linh hồn, ta đây cũng không biết. Bởi vì thiên minh tông so với chúng ta thiên ẩn tông càng thêm điệu thấp, hơn 20 vạn năm qua gần như không có xuất thế, gần nhất một lần duy nhất xuất thế, liền là gả một cái thánh nữ cho bác hoàng. Mã lạc qua bích, giang giật sổ một câu nói tục, một tay đối cái bàn đột nhiên vỗ xuống, một đạo tiếng ẩm vang vang lên, cái bản hóa thành bột mịn. Cắt cắt chương 1140, người thân nhất, ngay trước tuyết vực chi chủ mặt đập nát bàn của nàng, việc này đoán chừng chỉ có giang giật làm được, nếu là người khác liền xem như Phật đế, đoán chừng Thánh hậu cũng sẽ nổi giận giết người A. À. Thánh hậu sắc mặt không có nửa điểm biến ảo, nàng rất lý giải giang giật tâm tình, cũng biết hắn thừa nhận áp lực lớn đến mức nào, giờ khắc này liền Thánh hậu đều có chút đồng tình giang giật, bất quá nàng cũng không nói gì, lẳng lặng đứng đấy, chờ đợi Giang giật phát tiết hoàn tất. Tô như tuyết sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì biến ảo, bất quá Giang giật cùng Thánh hậu lời nói, để nàng tinh thần lần nữa hoảng hốt. Nàng kinh ngạc nhìn qua Giang giật, cảm giác là như vậy lạ lắm, nhưng lại là quen thuộc như vậy, nàng trắng đen rõ ràng trong con ngươi mang theo một tia nhàn nhạt sầu, tự tựa như cái đỉnh đằng sau nước hồ bên trên liên y, làm sao đều vung đi không được. Giang giật nhắm mắt lại, trầm mặc thời gian một nén nhang mới khôi phục bình tĩnh, Ánh mắt của hắn hướng tô như tuyết nhìn lại, trong mắt đều là ôn nhu, miễn cứng cười nói, như tuyết, đừng sợ, vô luận khó khăn bao nhiêu, ta đều sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức. Không, một mực trầm mặc tô như tuyết đột nhiên mở miệng, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh hoàng, lắc đầu nói, ta không muốn khôi phục ký ức, ta sống rất tốt. Nhìn xem bối rối sợ hãi tô như tuyết, Giang giật nội tâm một trận nắm chặt đau, hắn không nhìn nữa tô như tuyết, ánh mắt chuyển hướng thánh hậu nói, thánh hậu. Người cùng Phật Đế đồng dạng biết đến cũng không nhiều hết thảy muốn chờ Dư Ôn gặp ta, ta mới có thể thu được tất hết thảy. Đúng, Thánh Hậu gật đầu nói, mẫu thân người sự tình ta so Phật Đế biết đến càng ít, nàng năm đó đến tuyết vực đùa, xông lầm chúng ta thiên ẩn tông, cũng điểm hóa ta, đồng thời giúp chúng ta tuyết vực đánh lui một lần cường địch. Nàng chân thực lai lịch chỉ có Dư Ôn biết rõ, đã Dư Ôn không có tới tìm ngươi, như vậy nói rõ thực lực của ngươi còn xa xa không đủ. Giang giật cố gắng tu luyện đi có huyền thần cung ngươi có được vô hạn có thể, bản hậu cũng rất muốn nhìn xem huyền đế truyền nhân, có thể hay không đạt tới huyền đế năm đó cảnh giới. Ừm, ta đi đây, Giang giật hé miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng tô như tuyết, duỗi ra một cái tay nói, như tuyết, đi, theo ta về nhà. Ta mang ngươi hồi trở lại thiên tinh đại lục nhìn xem, có lẽ ngươi liền có thể khôi phục ký ức. Không, tô như tuyết vẫn là rất sợ hãi lắc đầu nói, ta không muốn đi theo ngươi, ta cũng không muốn khôi phục ký ức, ta tại cái này qua rất tốt. Giang giật không nói gì, chỉ là cố chấp nhìn qua tô như tuyết, trong mắt thâm tình có thể hòa tan băng sơn, trên mặt mỉm cười cũng có thể để cho người ta dỡ xuống phòng bị, thánh hậu cũng không nói gì lẳng lặng chờ đợi tô như tuyết lựa chọn. Tô như tuyết nhìn qua giang giật cặp kia thâm tình con ngươi, cảm nhận được hắn truyền đến thiện ý cùng tình ý, giờ khắc này đột nhiên không có sợ như vậy, bất quá nàng vẫn còn có chút bối rối, ánh mắt trốn tránh hướng thánh hậu nhìn lại. Thánh hậu kéo qua tô như tuyết tay, nhẹ giọng mỉm cười nói, hai từ, đừng sợ, Giang Giật là người người thân nhất, đi theo hắn đi thôi. Người như ở bên ngoài ở không thoải mái, tùy thời có thể dùng trở về. Người thân nhất, tô Như Tuyết hướng Giang Giật nhìn vài lần, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng cũng không phải là bởi vì Thánh hậu, mà là nội tâm của nàng cũng dâng lên một cỗ suy nghĩ, muốn cùng Giang Giật đi. Mặc dù cái này nam tử nàng vô cùng lạ lắm. Giang Giật nhẹ nhàng nắm qua tô Như Tuyết tay, phát hiện nàng tay nhỏ lạnh buốt, còn hơi có chút run rẩy, không nhịn được càng thêm đau lòng hắn dùng sức cầm tay của nàng, cho nàng một tia ấm áp, hắn không dám lập tức tự đi, chờ tô như tuyết tay không còn run rẩy, hắn lúc này mới lôi kéo tô như tuyết đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nhẹ giọng nói ra, như tuyết đừng sợ, có ta ở đây không có bất kỳ người nào có thể tổn thương ngươi, cũng sẽ không có người miễn cưỡng ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta dẫn ngươi đi gặp tiểu nô, đi gặp tiền vạn quán, vân phỉ, đúng rồi. Chiến vô song lần này theo tới, đều là bằng hữu của chúng ta đâu. Chiến vô song. Tô Như Tuyết mơ hồ nháy nháy mắt, căn bản không có nửa điểm ký ức. Giang giật cũng không miễn cưỡng nàng, mang theo nàng đi ra bên ngoài, ngũ trưởng lão xem xét Tô Như Tuyết đi theo Giang giật, con mắt đỏ lên có lẽ có ít không nỡ, Tô Như Tuyết bước chân cũng ngừng lại, giờ khác này tựa hồ lại không muốn đi. Giang giật trầm tư một lát, trầm giọng nói ra, ngũ trưởng lão, nếu không ngươi cùng ta một đoạn thời gian, bồi bồi như tuyết, miễn cho nàng cô đơn. Cái này, ngũ trưởng lão có chút trần chờ, ánh mắt hướng thánh hậu lầu cắt nhìn lại, thánh hậu thanh âm rất nhanh vang lên, tiểu ngũ, ngươi liền theo giang giật một đoạn thời gian đi, trong khoảng thời gian này ngươi không còn là thiên ẩn tông đệ tử, hết thảy nghe theo giang giật mệnh lệnh. Vâng, tông chủ, thánh hậu mệnh lệnh ngũ trưởng lão làm sao dám ngỗ nghịch tô như tuyết tại thời khắc này cũng an lòng rất nhiều, nàng tới thiên ẩn tông sau một mực đi theo ngũ trưởng lão, ngũ trưởng lão đối tô như tuyết có chút chiếu cố, như chính mình nữ nhi. Đi thôi, giang giật hướng thánh hậu chắp tay mang theo hai người truyền tống trận đi thánh sơn tại truyền tống trận phát sáng lên về sau, thánh hậu thế mà theo trong lầu các đi ra, nàng ánh mắt nhìn qua phía nam bầu trời thật lâu, mới khe khẽ thở dài nói, y tiểu thư, ta có thể làm chỉ có những này, đông hoàng đại lục nước rất sâu, lại nhiều ta cũng không giúp được. Giang giật có thể hay không long đằng tứ hải, bay lượn cửu thiên, tự nhìn hắn tạo hóa. Ông, trên thánh sơn, Giang giật lấy ra huyền thần cung, kia huyền thần cung theo trong tay hắn bay đi, nhanh chóng biến lớn, cuối cùng biến thành một tòa cự đại cung điện đại môn cũng từ từ mở ra, Giang giật phung tay lên ngũ trưởng lão mang theo tô như tuyết tiến vào trong cung điện. Giang giật không có tùy tiện đem tô như tuyết mang đến huyền đế trong các, doãn nhược băng nói qua nàng không muốn gặp những nữ nhân khác, Giang giật cũng không muốn hù đến tô như tuyết, sở dĩ hắn đem ngũ trưởng lão cùng tô như tuyết an bài tại một cái khác đại điện. Huyền thần cung bên trong quá lớn, bên trong đại điện có mười mấy cái, còn có mười tám cái kỳ dị không gian, cũng chính là mười tám cửa ải. Ngoài ra còn có phòng luyện công, diễn võ điện, đan dược phòng các loại thượng vàng hạ cám thiền điện đừng nói an bài mấy người coi như làm trăm vạn người vào đây cũng sẽ không cảm thấy chen chúc nơi này càng giống là một cái độc lập thế giới vô song người trước xuất quan thoáng cái như tuyết trở về bất quá nàng ký ức bị phong ấn có thể không nhớ nổi ngươi ngươi không muốn ngủ đến nàng giang giật truyền âm một câu cho chiến vô song sau đó đem hắn truyền tống tới chiến vô song thân ảnh ngưng tụ hiện lập tức đầy mắt vui sướng nói ra như tuyết ta là chiến vô song a ây tô như tuyết đôi mắt mê mang lập tức lắc đầu nhìn qua chiến vô song nói ta không biết ngươi quả nhiên mất trí nhớ chiến vô song nụ cười ngưng kết cùng giang giật truyền âm bắt đầu giao lưu khi biết tô như tuyết linh hồn bên trong bị cơ thính vũ hạ phù độc trong mắt của hắn lập tức lãnh quang lấp lánh đằng đằng sát khí giang giật khoát tay áo ra hiệu hắn đừng dọa đến tô như tuyết chiến vô song trầm mặc xuống mở miệng nói giang giật người chuẩn bị đi cái nào nếu không về trước tội đảo để vân phỉ bồi bồi như tuyết, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì. Ừm, Giang giật gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ta còn muốn đi tìm Ngao Lư, xem hắn có biện pháp gì tốt không có Ngao Lư thực lực kinh thiên, bọn hắn nhất tộc thiên thiên công chúa cũng là bên trong linh hồn kịch độc, cuối cùng cho hắn trị liệu tốt, nói không chừng hắn có thể trị hết như tuyết, thực sự không được chúng ta hồi trở lại thiên tinh đại lục một chuyến. Vậy thì tốt, chiến vô song nghe xong đầy mắt cuồng hỉ hắn nghĩ niệm Vân Phỉ tâm thiết, còn mấy năm không gặp con trai mình, đều hận không thể lập tức bay đi tội đảo. Giờ phút này nghe được còn có thể hồi trở lại thiên tinh đại lục đi lập tức càng thêm hưng phấn, cha của hắn cùng chiến gia tộc nhân đều tại thiên tinh đại lục A, lần này hắn có thể đột phá bán thần, cũng coi như áo gấm về quê. chương 1141, cái này đều không phải là sự tình. Huyền thần cung hướng phía nam phi hành, vẻn vẹn một ngày rưỡi tựu đã tới băng hải trung tâm băng đảo, giang giật vừa lúc thần thức quét qua, phát hiện băng đảo sau trong mắt hiển hiện một tia hồi ức chi sắc. Trong tay hắn nguyên lực quán chú vào ngọc phù bên trong, để huyền thần cung ngừng lại, thần thức khóa chặt cách đó không xa băng sơn, trong đầu hiển hiện rất nhiều chuyện. Lần này rời đi tuyết vực, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn sẽ không lại trở về, nội tâm của hắn có chút nhớ nhung đi xem một chút ma yêu nhi, nhưng cũng có chút sợ hãi. Vạn nhất ma yêu nhi đã quên hắn, hắn lại đi tìm nàng sẽ chỉ làm nàng thống khổ hơn, mà lại ma thần sẽ để cho chính mình nữ nhi bảo bối đi theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai liều mạng chi đồ đi theo một cái đông hoàng đại lục địch nhân, tội đảo gian tế. Còn có giờ phút này huyền thần cung bên trong đã có hai tên tuyệt thế hồng nhan, như cho doãn nhược băng cùng tô như tuyết biết rõ hắn lại mang một cái trở về, vạn nhất đại náo muốn ly khai, hắn tự triệt để không biết làm sao bây giờ. Ai, nghĩ tới đây giang giật một trận nhức cả trứng, nữ nhân nhiều cũng không phải chuyện tốt, thần tứ thành bên trong còn có ba cái đâu, các loại chờ tô như tuyết khôi phục ký ức, làm như thế nào cùng nàng giải thích doãn nhược băng xuất thân cao quý, để nàng đi cùng phượng loan thanh ngư bọn người ở cùng nhau, hiển nhiên sẽ làm bị thương nàng tâm, chẳng lẽ lại để nàng cả một đời ở tại huyền thần cung bên trong. Đông Hoàng Đại Lục gần như tất cả đại nhân vật đều thê thiếp thành đàn, không biết bọn hắn là thế nào quản lý hậu cung. Giang giật cảm giác để những nữ nhân kia sống chung hòa bình, sau đánh giết 100 tên bán thần cũng khó khăn. Nghĩ đến một trận hắn cũng không quan tâm đến nó, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn hạ quyết tâm, không đi tìm Ma Yêu Nhi, năm đó hắn lưu lại mật tín nói 5 năm sau Ma Yêu Nhi còn không quên hắn được tựu không phụ nàng, 5 năm còn sớm, thực sự không được 5 năm đủ hồi trở lại thiên ma sơn một chuyến, bí mật quan sát, như Ma Yêu Nhi không có quên hắn lại nói. Đi, hắn vội vã hồi trở lại tội đảo, lập tức khống chế huyền thần cung hướng phía nam bay đi, ngay một khắc này, phía tây một đảo thân ảnh màu đen chạy nhanh đến, giang giật thần thức quét qua, lập tức hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Hưu, khắp trời gió tuyết càn quấy, một người mặc hác bào nữ tử nhanh chóng chạy tới, nàng dáng người cực kỳ sôi động, trong tay xách theo một cái roi, hẹp dài mắt phượng xa xa nhìn qua ngay tại phi hành huyền thần cung, không ngừng phất tay khẽ kêu nói, ra, ra, ta là thiên con a, à. nhìn qua hai mắt đẫm lệ vuốt ve, lớn tiếng la lên, toàn lực chạy vội đuổi theo huyền thần cung ma yêu nhi, giang giật nội tâm run lên, huyền thần cung chậm rãi dừng lại, hắn khe khẽ thở dài thân thể biến mất trong phòng truyền tống ra huyền thần cung ngoài cửa lớn ra ma yêu nhi nhìn thấy chương này quen thuộc mà xa lạ mặt thân thể mềm mại không ngừng rung động chạy vội bước chân ngừng lại rụt rè đứng tại vài dặm bên ngoài hai tay lau nước mắt nhưng lại càng lau càng nhiều giang giật khuôn mặt băng lãnh sừng sướng giữa không trung cũng không nói gì cứ như vậy xa xa nhìn qua ma yêu nhi cái sau càng thêm không dám động nước mắt cũng không dám chảy có chút bối rối luống cuống đứng đấy trông mong nhìn qua giang giật. Mười hơi thời gian sau giang giật lần nữa thở dài, hướng mà yêu nhi vẫy vẫy tay, mà yêu nhi trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, như một cái đạt được chủ nhân tha thứ tiểu cầu, bằng nhanh nhất tốc độ bay chạy mà đến, thoáng cái nhào vào giang giật trong ngực, khóc không thành tiếng. Ngốc cô nương, ra có cái gì tốt ra năm đó là lợi dụng ngươi, ngươi vì sao còn quên không được ra giang giật lạnh giọng thở dài, nhẹ tay nhẹ vuốt ve mà yêu nhi bóng loáng phía sau lưng, nghe nàng trên mái tóc mùi thơm ngát, nội tâm không biết là tư vị gì. Ra chỗ nào đều tốt, mà yêu nhi có chút nghẹn ngào nói ra, có thể bị ra lợi dụng cũng là thiên nhi phúc khí, thiên nhi liền là thích ra, đừng nói năm năm, coi như ra một đời tử không tới tìm ta, thiên nhi cũng sẽ các loại chờ ra cả đời. Người vẫn là như vậy tiện, giang giật trợn trắng mắt, đối nàng nở nang bờ mông hung hăng vỗ một cái, trầm giọng hỏi, một người trộm đi ra ngươi cũng không sợ ngươi phụ hoàng lo lắng. Mới không phải đâu, mà yêu nhi có chút kiêu ngạo ngóc đầu lên nói, lần này là phụ hoàng gọi ta tới, còn để ma kỵ bọn hắn hộ tống ta tới, ngươi xem. Bọn hắn ngay tại đằng sau, Giang giật ngạc nhiên ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn một cái, nhìn thấy ma phù ma kỵ bọn người sắc mặt phức tạp ở phía xa nhìn lấy mình, hắn cười nhạt một tiếng, hướng xa xa ma kỵ bọn người vung tay lên nói, chư vị trở về đi, thiên nhi ta mang đi, chờ có thời gian ta mang theo thiên nhi hồi trở lại thiên ma sơn một chuyến, xin chuyển cáo ma thần ta hội hảo hảo đối đãi thiên nhi thần nữ, ma phù ma kỵ bọn người thật sâu hướng ma yêu nhi nhìn một cái, lập tức toàn bộ kho người hướng giang giật cúi đầu, ma kỵ quát khẽ nói, giang công tử, thần nữ, trân trọng. Mặc dù một mực tưởng tượng lấy như thế một ngày, mà yêu nhi vẫn là thoáng cái có chút luống cuống, nàng đỏ mắt đỏ nhìn qua ma kỵ bọn người muốn nói gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Đi, ma phù vung tay lên, mang theo hơn 10 tên trưởng lão hướng thiên ma sơn phương hướng chạy như bay. Mà yêu nhi trong mắt nước mắt kềm nén không được nữa, nhưng lại không dám khóc ra thành tiếng, chỉ có thể đem đầu thật sâu vùi vào giang giật trong ngực nước nở. Lần này thời gian tương đối gấp gáp, ta còn có một ít chuyện muốn làm, qua một thời gian ngắn ta sẽ dẫn người hồi trở lại thiên ma sơn một chuyến, giống như người phụ hoàng cầu hôn. Giang giật vỗ vỗ mà yêu nhi phía sau lưng an ủi, hắn sự tình hoàn toàn chính xác tương đối nhiều. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn có chút không dám đối mặt ma thần, lợi dụng nhân gia nữ nhi cùng thiên ma tộc, lại muốn bắt cóc nhân gia nữ nhi đổi lại là ai cũng không dám cứ như vậy đi gặp cha vợ giang giật hảo hảo đối đãi ta nữ nhi nếu không bản vạ liều mạng cái mạng này cũng sẽ không bỏ qua ngươi đúng lúc này một đạo truyền âm vang lên tại giang giật trong đầu hắn ánh mắt lóe lên ngạc nhiên về phía tây bên cạnh nhìn lại lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì tại hắn thần thức nhô ra về sau rốt cuộc tại ngoài trăm dặm phát hiện sừng sướng tại một tòa núi nhỏ đỉnh mặt mũi tràn đầy cô đơn ma thần Hưu, ma thần truyền âm một câu về sau, thân thể phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cuồng long nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, rất nhanh biến mất tại đầy trời trong gió tuyết. Giang giật thần thức một mực truy tung ma thần, thẳng đến triệt để dò xét không đến sau mới thu hồi lại. Hắn mở to mắt kinh ngạc nhìn qua trong ngực như một con mèo ma yêu nhi, đột nhiên có loại muốn hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay xúc động. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu cái này rất bình thường, nhưng giống như coi trọng một cái tiểu đùa bỡn một cái vậy liền không đúng, hắn không phải vô tình động vật máu lạnh, hắn cảm giác chính mình thiếu quá nhiều tình nợ, hổ thẹn những này đối với mình tốt như vậy hồng nhan. Giang giật, về sau tuyệt đối không thể lại trêu chọc nữ tử, lại trêu hoa gẹo nguyệt ngươi chính là một cái xúc sinh a, à, người xứng đáng các nàng sao. Giang giật âm thầm phát thệ, mang theo ma yêu nhi tiến vào huyền thần cung bên trong. Hắn đương nhiên sẽ không đem ma yêu nhi mang đến huyền đế các, cũng không dám mang đến tô như tuyết bên trong tòa cung điện kia, mà là đơn độc truyền tống đi một cái cung điện tạm thời hắn còn không biết xử lý như thế nào nữ nhân quan hệ trong đó, lại không dám nói cho các nàng biết lẫn nhau tồn tại. Đem ma yêu nhi thu xếp tốt, bồi nàng một cái buổi chiều về sau, giang giật thần thức quét qua gặp chiến vô song ngay tại nghỉ ngơi, cũng không có tu luyện, vội vàng đem hắn truyền tống tới, đem chính mình bối rối nói cho chiến vô song, để hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp. Này, ta tưởng rằng cái đại sự gì, chiến vô song mắt trợn trắng lên nói, phụ thân ta tự có 10 cái gì quá, tiền bá bá còn có hơn 30 thê tử đâu, người việc này căn bản không tính sự tình. Biện pháp đơn giản nhất người đem nữ nhân của ngươi nhét vào cùng một chỗ, chính mình đừng đi để ý tới, đừng đi lẫn vào, để các nàng chính mình ở chung một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ bình an vô sự. Ây, cái này cũng được giang giật nhướng mày, lắc đầu nói, vạn nhất náo đi lên đâu vạn nhất tìm cái chết đâu. Ha ha ha, không hội. Chiến vô song khoát tay nói, người những nữ nhân này cái kia không phải cực kỳ thông minh các nàng không chỉ có sẽ không náo, ta dám đánh cược các nàng ngược lại sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó ngươi hắc hắc giang giật a à, về sau ngươi như còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt ngươi liền đợi đến ngủ trên sàn nhà đi